Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 172. Ta không đi. Kim Ti tỷ tỷ lắc đầu, dùng toàn thân kháng cự đề nghị của Ninh Nhụy Nhụy, ở dưới kinh khủng lắm, ngươi cũng đừng đi, sẽ chết đấy, hay là thôi đi. Ngươi không muốn khôi phục ký ức sao? Ninh Nhụy Nhụy cũng không thúc giục, chỉ từng bước thuyết phục, ta không làm gì tổn hại cả, ta chỉ lén lút đi nhìn vài lần thôi, không kinh động bất kỳ ai. Nhìn lén, Kim Ti tỷ tỷ có chút không tin tưởng cho lắm, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, ngươi nhất định gạt ta. Làm gì có chuyện tốt như thế? Ngươi nhất định có dự định khác. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, ngay cả cái này cũng bị ngươi nhìn ra, ngươi đúng là thông minh. Đương nhiên rồi, mặc dù ta mất trí nhớ nhưng ta không phải đồ ngu ngốc. Kim Ti tỷ tỷ làm ra vẻ đắc ý, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng gạt ta, ta không bị mắc lừa đâu. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, cũng không còn suy nghĩ muốn dụ khỉ lông vàng xuống đó nữa, ngươi ngoan ngoãn ở đây đi. Ta xuống xem thử một chút. Không, ngươi đừng đi. Kim Ti tỷ tỷ kéo áo Ninh Nhụy Nhụy, ở đó nguy hiểm lắm, thường xuyên có người chết. Cứ cách nửa đêm sẽ phát ra tiếng vang rất khủng bố. Ta phải dùng đá để chặn lỗ tai mới có thể ngủ được. Ngươi nói như vậy, ta lại càng muốn xuống dưới đó xem một chút. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, nói với khỉ tóc vàng, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi không mang theo ta xuống dưới, ta cũng sẽ nhờ bạn của ta giúp ngươi chữa khỏi căn bệnh mất trí nhớ này. Kim Ti tỷ tỷ khoanh tay, lạnh lùng nói, cho dù ngươi nói như vậy, ta lại càng không mang ngươi xuống dưới đó đâu. Không cần, tự ta đi là được. Ninh Nhụy Nhụy cũng không tiếp tục dây dưa, trực tiếp rời khỏi, đi theo hướng khỉ tóc vàng đã chỉ, chậm rãi bước về phía trước. Đi không bao lâu, bỗng nhiên bên dưới không còn, cả người đột nhiên rơi xuống. Cũng may, Ninh Nhụy Nhụy đã học được phiếu miễu bộ, nhẹ nhàng đảo một cái, thân hình ngưng lại giữa không trung. Phóng nhãn nhìn chung quanh, nàng phát hiện nơi này là một lòng đất thiên nhiên khá rộng rãi. Không gian cực lớn, nhưng ánh sáng lại không đủ. Hơn nữa, bóng tối nơi này giống như có thực chất, dường như đang lưu động. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác nơi này quả nhiên không tầm thường. Khí tức hắc ám lưu động có chút tương tự với quỷ ảnh hắc lãng mà nàng và Hạ Thiên đã gặp bên trong bí cảnh quy khư. Dưới đáy hắc ám, trong một góc khác, ba bóng người mơ hồ đang nhìn nhất cử nhất động của Ninh Nhụy Nhụy không chớp mắt. Hắc hắc hắc, lão đau đầu, lão cầu tử, rốt cuộc lại có người đến. Trong bóng tối vang lên một giọng nói cực kỳ yếu ớt, nghe giống như một lão phụ nhân mệt mỏi, người đến lần trước là khoảng 40 năm trước. Ta chờ đến sốt ruột luôn. Tiếp theo, lại có một âm thanh hưởng ứng, là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân cực đẹp. Ta đúng là có phúc. Lão đau đầu, người phúc khí cái rắm đấy. Không thấy người ta đang bay sao, nhất định không đơn giản. Một âm thanh sắc nhọn như thái giám vang lên. Ha ha, không có bản lãnh thì không đến được nơi này đâu. Lão phụ nhân cười lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy giữa không trung, đúng là một túi da tốt. Nhưng nó là của ta, các ngươi ai cũng không được phép đoạt. Lão thái giám khó chịu nói, hừ hừ, Bì đại tỷ, ngươi nói vậy là sao? Túi da kia làm sao của ngươi được? Đúng vậy, nữ nhân này là của lão tử, nhẫn nhịn hơn 30 năm, làm sao cũng phải thoải mái một chút. Lão đau đầu buồn bực giống lên, có chút tức giận, hai người các ngươi không được đoạt của ta, nếu không, ta đánh các ngươi đấy. Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng. Mắng to, đúng là tiện cốt đầu, trong đầu chỉ toàn là phế liệu màu vàng, chẳng bao giờ thành đại sự. Liên quan gì đến ngươi, lão tiện bì, ngươi tự lo cho mình đi. Lão đau đầu bất mãn mắng, 40 năm trước, nếu không phải ngươi nhiều chuyện, lão tử đã sớm bắt được nữ nhân kia, làm sao có chuyện mãi cô độc như thế này. Lão phụ nhân hơi khinh bỉ, ngươi đúng là không biết mất mặt là gì. Dáng dấp ngươi ra sao, trong lòng ngươi còn không biết rõ. Năm đó, Nhiếp Vân Yên không phải tình nguyện chết chứ cũng không muốn ở với ngươi sao? Đánh giám, lão đào đầu nghe xong, giận tím mặt, Nhiếp Vân Yên là phản đồ Nhiếp gia, vốn là Nhiếp gia chủ thưởng cho lão tử. Kết quả tiện nhân kia coi trọng tiểu tử ngoại lai, phản bội Nhiếp gia, là Nhiếp gia chủ dựa theo gia pháp mà xử tử, liên quan gì đến ta? Được, đừng ồn ào, đều là chuyện cũ năm xưa hết rồi, nhắc lại làm gì nữa? Lão thái giám lắc đầu. Chỉ cảm thấy hai người này quá ồn ào. Lão phụ nhân vô cùng khinh thường,
giọng điệu âm lãnh, lão thái giám, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Không đúng, ngươi ngay cả chim cũng không có, ta ở đây đủ rồi. Bắt nữ nhân kia xong, ta đi tìm vị đại nhân kia. Cho dù giao ra tất cả linh uẩn, ta cũng muốn đổi lấy một cơ thể tự do. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nào có chuyện tốt như thế chứ? Lão đau đầu cười nhạo, không nói trước ngươi có thể có được bao nhiêu linh uẩn. Cho dù vị đại nhân kia đồng ý, ngươi biết Nhiếp gia nhiều bí cảnh như vậy, Nhiếp gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhiếp gia, lão phụ nhân cười lạnh, càng thêm khinh thường, hừ hừ. Lão thái giám thản nhiên nói, đừng ồn ào nữa, mau bắt nữ nhân kia lại rồi nói sau. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta đến động thiên linh phủ, vị đại nhân kia sẽ trách tội chúng ta. Vậy ngươi đi trước thử nội tình của nữ nhân đó, xem rốt cuộc nàng ta có bản lãnh gì. Lão phụ nhân cười nhẹ, nói với lão đau đầu, nếu ngươi có thể bắt được nàng ta, trước sẽ để ngươi hưởng thụ một phen. Chuyện này là thật, lão đau đầu lập tức hưng phấn, các ngươi cũng đừng đổi ý đấy. Lão phu nhân cười nhạt, ta muốn chỉ là túi da của nàng ta. Chỉ cần ngươi đừng đùa hỏng, nàng ta có hoàn bích hay không, ta cũng không ngại. Lão thái, lão đại ca, ngươi thì sao? Lão đau đầu quay lại nhìn lão thái giám. Lão thái giám không hề quan tâm, bình thản nói, ta chỉ muốn bảo vệ tốt nơi này, không làm hỏng chuyện của vị đại nhân kia. Những chuyện khác, các ngươi xem rồi xử lý. Tốt, quá tốt rồi. Tiểu nương môn đó thuộc về ta. Ha ha, a, à, lão đào đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhưng vừa cười được hai câu, âm thanh của ông ta đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một thanh đao màu trắng không có dấu hiệu nằm ngang trên cổ ông ta. Ngươi vừa nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy từ trên cao nhìn xuống, trong tay cầm Lưu Vân Thiết Nhận, lưỡi đao giống như nước chảy mây trôi. Từ giữa không trung thẳng đến cổ họng lão đao đầu. Mặc dù lão đao đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyệt không bối rối, ngược lại cười lạnh, tiểu cô nương, người có pháp bảo rất tốt nhưng người dùng được sao? Đừng để đến lúc đó sơ ý thương tổn đến mình. Nếu không, người thử một chút đi. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt. Lão đao đầu thật không dám tùy tiện nếm thử, nhưng cứ như vậy mà rằng co, mặt mũi của ông ta cũng không còn sót lại chút gì. Đành phải cường ngạnh uy hiếp, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ bỏ đao xuống còn kịp. Chờ đến khi chúng ta ra tay, ngươi muốn chết cũng khó. A a a a, lão đao đầu vậy mà sợ, đúng là buồn cười. Lão phu nhân nghe được lời nói của lão đao đầu, nhịn không được cười nhạo, vừa rồi ngươi còn hào khí vượt mây, một mình giải quyết, bây giờ lại biến thành chúng ta rồi. Bi đại tỷ, hiện tại không phải là lúc đấu võ mồm. Cô nương này có bản lãnh đấy. Lão thái giám ngược lại bình tĩnh hơn, nhìn ra được Ninh Nhụy Nhụy không đơn giản, chúng ta nên ra tay cùng một lúc, coi chừng lật thuyền trong mương. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, cực kỳ khó chịu, các ngươi mới là cống ngầm, trốn ở đây giống chuột, không dám lộ ra ngoài ánh sáng. Ta từ bên ngoài đến, là quang minh chính đại đấy. Giết, lão phu nhân nghe xong, lập tức nổi lên sát tâm. Chỉ thấy một luồng ánh sáng xám từ lòng bàn tay của nàng bay ra, thẳng đến mặt Ninh Nhụy Nhụy. Đồng thời, lão thái giám cũng động, thân hóa tàn ảnh, rất nhanh xuất hiện sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, trong tay cầm một tiểu đao cực sắc bén đâm về phía hậu tâm Ninh Nhụy Nhụy. Về phần lão đao đầu, trong lòng cũng trở nên kiên quyết, siết chặt song quyền. Ông ta liệu định Ninh Nhụy Nhụy sẽ thu đao về thủ, như vậy ông ta sẽ thừa cơ phát lực, trực tiếp đánh chết nữ nhân kia. Dù sao ông ta cũng không quan tâm đối phương sống hay chết, chỉ cần sung sướng mà thôi. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, lúc này ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Tay ngươi đang run đấy, xem ra ngươi chưa từng giết người. Lão đao đầu cười gằn, yên lặng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, bây giờ ngươi thu đao còn có thể miễn chết. Phốc, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đầu người bay lên không, rất nhanh rơi xuống đất. Lăn lông lốc vài vòng mới chịu dừng lại. Ngươi tưởng ta không dám giết người sao? Ninh Nhụy Nhụy thu đao, vặn người một cái, sử dụng phiếu miểu bộ một cước đạo bay lão thái giám sau lưng, để ông ta vọt đến luồng ánh sáng xám lão phụ nhân. A, à, lão thái giám kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã xuống đất. Chỉ còn lại lão phụ nhân kinh hãi nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ngươi, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là tu tiên giả? Cũng là, Ninh Nhụy Nhụy nắm được từ mấu chốt, nơi này còn có ai nữa sao?
tất nhiên là vị đại nhân kia. Lão phu nhân cố gắng chấn định lại, chúng ta là vị trợ thủ đắc lực của vị đại nhân đó. Nếu ngươi giết chúng ta, chỉ sợ sẽ nghênh đón cơn giận ngút trời của ông ta. Đến lúc đó, thần tiên cũng không cách nào cứu được ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cười khẩy, vừa rồi ngươi cũng đã từng nói mấy lời này, không có từ nào mới để nói nữa sao? Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta. Lão phụ nhân vẫn còn chút tự tin, hai tay giao cùng một chỗ, xông đến Ninh Nhụy Nhụy. Chỉ thấy vô số ánh sáng xám giống như quỷ ảnh khiêu động trong bóng đêm cùng nhau bắn về phía Ninh Nhụy Nhụy. Vô dụng thôi, Ninh Nhụy Nhụy đã từng gặp thủ đoạn lợi hại hơn. Thứ này chỉ là trò con nít, ngươi nên đi chết đi. Phốc, Lưu Vân Thiết nhận rất biết theo tâm ý của chủ nhân, lập tức múa ra một vòng đao ảnh, chém xuống mấy luồng ánh sáng xám. Trong ánh mắt kinh hãi của lão phụ nhân, một đao xuyên qua yết hầu bà ta, sau đó quay về lòng bàn tay của Ninh Nhụy Nhụy, trắng đến phát sáng, không hề dính chút ô uế. Cái này, không thể nào. Lão phụ nhân không cam lòng, kiên trì không chịu ngã xuống, ta có cơ thể ma ảnh, tại sao lại bị giết? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên đáp, ta cũng không biết rõ nữa, người xuống tìm Diêm Vương ra hỏi thăm đi. Lão phụ nhân mở to mắt, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trong lúc Ninh Nhụy Nhụy đang định rời đi, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Bốp 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 bốp. Tiếp theo có người cười the thé, đặc sắc, thật đặc sắc. Tinh thần Ninh Nhụy Nhụy run lên, nàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện lão thái giám vừa rồi thế mà lông tóc không thương đứng lên. Bất ngờ lắm đúng không? Lão thái giám cười khẽ, nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy cơ thể hai người kia biến thành hắc vụ, tập trung vào cơ thể ông ta, hai người bọn họ vốn là hồn khôi của ta thả ra. Dù sao nơi này quá tĩnh lặng, chẳng thú vị gì cả. Tạo ra hai người bọn họ chẳng qua chỉ để giết thời gian mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ ngoài ý muốn mà thôi. Ha ha, khí độ trầm ổn, gặp nguy không loạn, thật sự hậu sinh khả úy. Lão thái giám có chút tán thưởng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, khi ta bằng ngươi, ta cũng không có được khí độ này giống như ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, nếu đã ngã xuống, tiếp tục nằm không phải tốt hơn sao, vì sao ngươi còn muốn đứng lên ăn đòn? Lão thái giám mỉm cười thâm trầm, canh giữ ở đây là chức trách vị đại nhân kia giao cho ta, sao có thể làm như không thấy kẻ xông vào chứ? Vị đại nhân mà ngươi nói rốt cuộc là ai? Ninh Nhụy Nhụy nghe bọn họ nhiều lần đề cập đến vị đại nhân này, không khỏi có chút hiếu kỳ, không thể trực tiếp nói ra tên hay sao? Đương nhiên không thể, lão thái giám cung kính chắp tay về phía góc trên bên phải, vị đại nhân kia tôn quý vô cùng, tục danh của ngài. Há có thể để người phàm tục như chúng ta đề cập đến chứ? Ninh Nhụy Nhụy phiền nhất chính là loại tôn ti có luận điệu như thế này, đúng là đầu óc có bệnh. Thái độ này của ngươi đã sớm lỗi thời, đừng lấy ra để làm mình mất mặt. Nói với ngươi, ngươi cũng chẳng biết rõ, mà ta thì không muốn tự tiện đại khai sát giới. Lão thái giám cho rằng Ninh Nhụy Nhụy là đàn gảy tai trâu, nói ra cũng không thú vị, thái độ khinh miệt, như vậy đi. Chỉ cần bây giờ cô nương ngươi quay người rời đi, ta có thể chuyện cũ bỏ qua, không chấp tội mạo phạm của ngươi. Lời này nghe giống như yếu thế, nhưng thật ra là đang uy hiếp, đồng thời cũng thể hiện sự tự tin vô cùng to lớn. Ý cũng rất rõ ràng, chính là nói thực lực của Ninh Nhụy Nhụy hoàn toàn không xứng để ông ta ra tay, ngay cả hứng thú bóp chết nàng cũng không có. Nói dễ nghe quá, chỉ sợ khi ta quay người lại, ngươi sẽ ra tay đánh lén ta. Ninh Nhụy Nhụy cũng không tin mấy lời nói này. Tính cách của nàng không cho phép nàng bỏ dở nửa chừng, ta nhất định phải biết dưới đáy rốt cuộc có thứ gì. Ngươi muốn chết, hai tay lão thái giám chắp sau lưng, biểu hiện bất đắc dĩ, thở dài nói, đám tuổi trẻ các ngươi quá nóng tính, không bao giờ nghe người già nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không để ta vào mắt. Nhưng ta trấn thủ ở đây hơn 100 năm. Trước trước sau sau ít nhất có mấy chục người muốn xông vào lòng đất tìm kiếm tiên đan do hoàng đế lưu lại. Đáng tiếc, người có thể sống dưới tay của ta. Lão thái giám dừng lại một chút, sau đó giơ lên hai ngón tay, không quá ba người. Ninh Nhụy Nhụy không kiên nhẫn nói, thuyết giáo thì thôi đi, muốn ra tay thì nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian của ta. Hai, nếu là như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hai mắt lão thái giám ngưng lại. Một luồng khí thế vô hình tản ra, khuấy động bên trong toàn bộ không gian.
thân hình lão thái giám hóa thành từng sợi sương mù, hoàn toàn dung nhập vào bên trong hắc ám nồng đậm, không phân biệt với nhau. Sao? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cảm giác có chút không thích hợp, lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần nhưng vẫn không cách nào nắm được ý đồ của lão thái giám, cũng không theo kịp tốc độ khuếch tán của luồng khí thế đó. Bên trong bóng tối mênh mang dường như có cái gì đó đang lưu động, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn thì không còn thấy tăm hơi. Ninh Nhụy Nhụy chẳng những không sợ hãi, ngược lại tinh thần càng thêm tập trung. Đây chính là tính cách được hình thành sau những năm tháng tham gia các giải thi đấu cấp thế giới. Cũng là điều kiện tiên quyết giúp nàng lấy được thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Trước kia có Hạ Thiên, mặc kệ nguy hiểm gì, hắn đều không chút tốn sức mà giải quyết hết. Cho nên, nàng không có không gian để phát huy, thành ra nàng cũng không rõ ràng vấn đề của mình là gì. Hiện tại, nàng đơn độc đối địch, nàng mới phát hiện Hạ Thiên ghê gớm đến cỡ nào, đồng thời thấy được nhược điểm và sở trường của mình. Nhược điểm là kinh nghiệm chiến đấu của nàng không đủ phong phú. Cho nên bình thường nàng hay cầu tốc chiến tốc thắng, kéo càng dài, nàng dễ dàng rơi vào thế hạ phong. Sở trường của nàng chính là lực tập trung rất tốt, càng nguy hiểm nàng lại càng tập trung. Đây chính là phẩm chất mà cao thủ mới có. Về thể thao, Ninh Nhụy Nhụy chính là cao thủ. Có phẩm chất này cũng là điều rất bình thường, nhưng cái khó chính là vận dụng phẩm chất đó một cách linh hoạt trong chiến đấu. Ninh Nhụy Nhụy biết đến sự tồn tại của Liên minh Tu Tiên. Đó chính là một loại tồn tại mà ngay cả Hạ Thiên và Y Tiểu Âm cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng biết rõ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Trận chiến này hoặc sớm hoặc muộn, chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Ninh Nhụy Nhụy muốn mạnh lên, nàng muốn trở nên mạnh mẽ trước khi trận chiến đó diễn ra. Ít nhất nàng sẽ không kéo chân Hạ Thiên. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn làm một con cá ướp muối. Yên tâm thoải mái hưởng thụ sự sủng ái của Hạ Thiên, tránh đi cuộc đại chiến đó. Nhưng làm một con cá ướp muối, xưa nay không nằm trong sự lựa chọn của nàng. Mạnh lên còn có một con đường, đó chính là song tu với Hạ Thiên. Đây cũng không phải lựa chọn mà nàng muốn làm, lựa chọn của nàng chính là mau chóng trưởng thành trong chiến đấu. Ha ha, tiểu cô nương, người phân tâm rồi. Lúc này, lão thái giám nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Ninh Nhụy Nhụy. Lập tức phát động công kích. Một luồng khí lưu màu đen hóa thành một thanh trường thương thẳng đến tim Ninh Nhụy Nhụy. Đến rất đúng lúc, Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, Lưu Vân Thiết Nhận trong lòng bàn tay lập tức thẳng hướng khí lưu màu đen. Vèo. Một tiếng rít, chỉ thấy khí lưu màu đen bị lưỡi đao màu trắng phá vỡ, lộ ra một hạt châu màu đen. Tuy nhiên, hạt châu này cũng rất cảnh giác, khẽ động, rất nhanh biến mất không thấy. Thật đáng ghét. Là do ta quá khinh địch, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Chiều tiếp theo chính là ngày chết của ngươi. Âm thanh của lão thái giám vang vọng bốn phía, khi gần khi xa. Ninh Nhụy Nhụy cũng không bị loại âm thanh này mê hoặc, cũng không trả lời, vẫn chăm chú nhìn chung quanh. Đi chết đi, âm thanh lão thái giám vang lên, giữa không trung ngưng ra vô số trường thương màu đen, đâm xuống Ninh Nhụy Nhụy như mưa. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nàng không thể chống đỡ lại một chiêu này. Vì thế nàng sử dụng phiếu miễu bộ nhanh chóng di chuyển, tránh không được thì dùng Lưu Vân Thiết Nhận chém dụng. Tuy nhiên, mưa thương vẫn không dứt, Ninh Nhụy Nhụy tránh một hồi, mặc dù không mệt nhưng nàng muốn mượn lực. Nếu đối phương muốn hao tổn, vậy thì để ông ta hao tổn đến cùng. Mũi chân nàng nhẹ nhàng chĩa xuống đất, chưa đến nửa giây, dây leo màu đen đã cuốn lấy chân của nàng. Không ổn rồi, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy cả kinh. Lập tứ muốn dùng Lưu Vân Thiết Nhân chặt đứt dây leo màu đen kia, đáng tiếc đã muộn. Vô số khí tức màu đen trong nháy mắt hóa thành dây leo màu đen trói chặt tay chân của nàng. Lưu Vân Thiết Nhận keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Ha ha, tiểu cô nương, người mắc lừa rồi. Lão thái giám xuất hiện, tiện tay nhặt lấy thanh kiếm hoàn Lưu Vân Thiết Nhận, đây chính là bảo bối tốt, cũng không biết người có được từ chỗ nào. Bây giờ nó thuộc về ta. Ninh Nhụy Nhụy gặp nguy không loạn, gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân, nhưng ngoài miệng vẫn quát, để nó xuống, nó là đồ của ta. Thật sao, lão thái giám đưa hai ngón tay nắm lấy Lưu Vân Thiết Nhận, cười ha hả, nếu không có thực lực, người có được bảo vật cũng có làm gì được đâu. Ninh Nhụy Nhụy hừ lạnh, thắng bại còn chưa quyết định mà. Đúng là mạnh miệng, lão thái giám lắc đầu, bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, lúc trước.
khi Đại Thanh vẫn còn, ta đã xử trí không biết bao nhiêu phi tần cung nữ phạm tội trong cung, trong đó cũng có người ngạo khí giống như ngươi vậy. Về sau còn không phải cầu xin ta ban chết hay sao? Ninh Nhụy Nhụy mắng, ngươi đúng là đủ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ha ha, tiểu cô nương, vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi lại không dùng. Gương mặt lão thái giám tràn ngập vẻ đắc ý, nhiều năm rồi không có ai đến, cho nên ta quyết định chế tạo ngươi thành hồn khôi, để ngươi lưu lại nơi này, đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ của ta, không được giải thoát. Phi, đừng có nằm mơ. Ninh Nhụy Nhụy phát hiện linh khí bên trong cơ thể đã bị dây leo màu đen phong cấm. Nàng muốn thoát thân, cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Vân Thiết Nhận mà thôi. Chỉ là, nếu không có linh khí rót vào, Lưu Vân Thiết Nhận chỉ là một thanh sắt bình thường mà thôi. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy chợt nhớ đến, Hạ Thiên đã từng nói, có một số pháp bảo dùng lâu sẽ tâm ý tương thông với chủ nhân. Chỉ cần để pháp bảo tiếp nhận được ý chí của chủ nhân có thể trực tiếp sử dụng nó. Hiện tại, Ninh Nhụy Nhụy không biết làm sao có thể truyền đạt tâm ý của mình cho thanh kiếm, đành phải dùng ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm hoàn, trong lòng không ngừng ra lệnh, mau dậy đi, mau động đi, giết chết tên thái giám chết bầm này. Ha ha, dường như ngươi rất để tâm đến vật này. Lão thái giám nhạy bén phát hiện được ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy đang nhìn kiếm hoàn, ông ta cười nói, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, lão thái giám đột nhiên dùng lực, bành một tiếng, bóp nát kiếm hoàn. Lưu Vân Thiết Nhận nổ tung thành một đống sắt vụn màu trắng, rơi tán loạn trên mặt đất. Lần này nguy rồi, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy không khỏi có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng ép mình tỉnh táo lại, Nhụy Nhụy, bình tĩnh lại, tuyệt đối không được kinh hoàng. Lão thái giám càng thêm tán thưởng. Chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy nói, tính cách cứng cỏi này của ngươi ngược lại khó có được. Nếu Đại Thanh vẫn còn, nói không chừng ngươi sẽ trở thành hoàng hậu đấy. Đừng làm ta buồn nôn. Ninh Nhụy Nhụy khó chịu trả lời một câu, muốn giết thì cứ giết, đừng nói mấy lời nói nhảm làm bẩn lỗ tai của ta. Hừ, đúng là không biết điều. Lão thái giám cũng nổi giận, bàn tay trái vừa nhấc, ngưng ra một thanh trường thương màu đen, đâm thẳng vào tim Ninh Nhụy Nhụy, vậy ngươi đi, hả? Trường thương không chút trở ngại xuyên qua ngực, nhưng, xuyên qua không phải Ninh Nhụy Nhụy mà là lão thái giám ông ta. Chuyện gì xảy ra thế? Ánh mắt lão thái giám tràn ngập vẻ không tin, tại sao lại như vậy? Dám ra tay với nữ nhân của ta, lão yểm cầu ngươi đúng là chán sống. Lúc này, bên trong hắc ám dần dần hiện ra một cánh cửa, có hai bóng người chậm rãi bước ra. Ninh Nhụy Nhụy nghe được giọng nói này, không khỏi thở phào một hơi. Người đến chính là Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Hai người bọn họ nhìn thấy đằng sau tế đàn có một cánh cửa, nhưng phải bỏ ra chút thời gian mới mở được. Ngươi là ai? Lão thái giám nhìn thấy cánh cửa cùng với Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý từ trong cánh cửa đi ra, không khỏi kinh sợ, vì sao các ngươi lại từ cánh cửa đó đi ra? Cao Tiểu Thư đâu? Bành! Hạ Thiên giẫm mạnh một chân lên đầu lão thái giám, khó chịu nói, ta không có hứng thú nghe ngươi nói chuyện. Bây giờ ngươi đi chết đi. Quả nhiên, không đợi lão thái giám lên tiếng, đầu của ông ta đã bị Hạ Thiên giẫm nát. Dưới đáy Hoàng Sơn, Linh Thất Động Phủ. Một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào đen bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đỏ như trăng, bật dậy từ chiếc giường ngọc linh khí mờ mịt. Tôn chủ, xảy ra chuyện gì sao? Một lão giả râu quai nón đứng thẳng bên cạnh vô cùng cung kính mang theo sợ hãi hỏi thăm. Nam nhân mắt đỏ cau mày. Khí thế lẫm lệ tùy ý sinh ra, không giận tự uy, có người xông vào, đã đến tầng cuối cùng. Xông vào, lão giả râu quai nón ngẩn người, có chút ngoài ý muốn nói, không thể nào. Thủ vệ bên trên cũng không phát ra cảnh báo mà. Đám thủ vệ đó đã bị xử lý. Nam nhân mắt đỏ hơi nheo mắt, cảm nhận khí tức của những kẻ ngoại lai, có chút nghi hoặc nói, có hai tu tiên giả, một trong hai là hậu nhân của Nhiếp gia. Hậu nhân Nhiếp gia cũng dám tự tiện xông vào cấm địa. Lão giả râu quai nón giận tím mặt, bắt đầu lớn tiếng quát mắng, Nhiếp Vân Thiên làm gia chủ như thế nào vậy? Nam nhân mắt đỏ hơi tức giận nói, ba người đó không thể khinh thường. Người đích thân dẫn người đến giải quyết bọn họ đi, tiến trình sắp hoàn thành, tuyệt đối không thể đứt đoạn. Vâng,
Tôn chủ, lão giả râu quai nón khom người lĩnh mệnh, sau đó thối lui khỏi linh thất, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lão giả râu quai nón đứng bên ngoài, im lặng vài giây, sau đó quát, Vân Hải, Kỳ Tùng, Quái Thạch Tam Tuyệt, ra đây. Chỉ thấy ba bóng người lên tiếng, sau đó xuất hiện. Cả ba đều mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, bất luận hình dáng hay là thân hình đều không thể phân biệt, thậm chí cũng không biết nam hay nữ. Theo ta lên trên, có mấy tiểu quỷ không thức thời xuống đây. Lão giả râu quai nón lạnh lùng nói, sát khí tuôn ra, mấy ngày nay là thời khắc quan trọng nguyên thần tôn chủ tái tạo, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Người nào tự tiện xông xuống mặt đất đều phải bị xử lý hết. Rõ, ba người lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Lão giả râu quai nón thấy bọn họ lĩnh mệnh nhanh như vậy, ngược lại không cảm thấy cao hứng, lạnh giọng cảnh cáo tính mạng, tư tưởng, bản lãnh của các ngươi đều là tôn chủ ban cho, tốt nhất đừng nên có suy nghĩ lộn xộn. Ta không muốn nhìn thấy chuyện của 40 năm trước, nếu không, ta trực tiếp phế bỏ các ngươi, tái tạo lại Hoàng Sơn Tam Tuyệt cũng không phải việc khó. Ba người kia im lặng, dừng lại 2-3 giây mới đáp lại, thuộc hạ không dám. Không dám thì tốt, thái độ của lão giả râu quai nón đối với bọn họ cũng không quá hài lòng, 40 năm trước, các ngươi là Hoàng Sơn Ngũ Tuyệt. Kết cục của hai người kia, các ngươi cũng biết, tốt nhất các ngươi nên nhớ kỹ cho ta. Nếu để vấn đề xuất hiện, kết cục của các ngươi cũng sẽ tương tự như thế. Ba người kia đành phải quỳ gối, vô cùng cung kính nói, xin cầu lão cứ phân phó, ba người chúng ta chỉ biết quên mình phục vụ mà thôi. Hừ, biết thì tốt, lão giả râu quai nón thoáng hài lòng một chút, vậy thì tốt rồi, bây giờ các ngươi đi đi. Chấm. Một bên khác, lão thái giám vừa chết, trói buộc trên người Ninh Nhụy Nhụy cũng biến mất. Tại sao hai người lại ở đây? Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, không phải hai người đến vườn trà sao? Hạ Thiên cũng có chút khó hiểu, tiểu muội chân dài, lời này hẳn chúng ta hỏi nàng mới đúng chứ? Nhiếp Tiểu Lý giải thích, chúng ta từ trong giếng đan của vườn trà đến đây. Ninh tỷ tỷ, tại sao ngươi lại đi một mình? Còn mẹ ta và Thụy Thần đâu? Việc này nói dài dòng lắm, hiện tại không thể nói hết được. Ninh Nhụy Nhụy cũng muốn giải thích một chút nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, đành phải thuận miệng nói hai câu, bọn họ đều bình yên vô sự, bây giờ hẳn còn ở trong biệt thự. Ta đuổi theo cơ thể tàn phế của Nhiếp lão thái thái mới đến được đây. Nhiếp Tiểu Lý sững sờ, cơ thể tàn phế. Đúng, bà ta đã không còn là nãi nãi của ngươi nữa, hơn nữa cũng không biết là thứ đồ gì đoạt xá nữa. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, bà ta muốn giết chúng ta. Nhưng bị ta phản sát, sau đó biến thành một đống dịch nhờn màu đen chạy vào trong tầng hầm. Ta một đường đuổi theo đến chỗ này. Đoạt xá, Nhiếp Tiểu Lý lại nghe thấy một từ ngữ khá xa lạ. Nàng hoàn toàn không có xem qua mấy loại tiểu thuyết tiên hiệp, cũng rất ít xem TV, hoàn toàn không rõ khái niệm này. Ninh Nhụy Nhụy không biết giải thích như thế nào, đành phải nói với Hạ Thiên, người nói với nàng ấy đi. Vợ tiếp viên hàng không. Thứ này rất đơn giản. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói đúng ra là cơ thể của nãi nãi nàng đã bị người khác hoặc thứ khác chiếm đoạt. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, trong đầu nhớ lại một số chuyện, dường như có chút hiểu ra, nói như vậy, trong tộc có rất nhiều người tiền hậu bất nhất, rất có thể cũng đã bị đoạt xá. Cũng có khả năng này. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Hạ Thiên cười nói, đó không phải là khả năng mà là sự thật. Quá đáng sợ rồi. Nhiếp Tiểu Lý vừa nghĩ đến tình huống đó, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chẳng lẽ tộc lão Nhiếp gia đều, vậy những người đoạt xá là từ đâu đến? Vợ tiếp viên hàng không, tại sao nàng lại trở nên ngu ngốc như thế? Hạ Thiên tiện tay chỉ xuống dưới, chúng ta không phải đến đây tìm nguyên nhân sao? Nhiếp Tiểu Lý giật mình, lấy lại tinh thần, ta nhất định phải điều tra cho ra manh mối, nhất là kẻ cầm đầu, tuyệt không nhân nhượng. Chuyện này không đơn giản đâu. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, thận trọng nói với Nhiếp Tiểu Lý, hơn nữa, khẳng định không phải gần đây mới có. Không mất mấy trăm năm, tuyệt không đạt được công phu như thế. Hơn nữa, hút mắc giữa bọn họ và Nhiếp gia quá sâu, đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phân biệt địch ta, phong hiểm không nhỏ. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, hắn nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần lo lắng. Có ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. Được rồi, có mỹ nữ,
công việc đảm nhiệm sẽ nhiều hơn. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, tiểu muội chân dài, nàng đang ghen sao? Ghen cái đầu ngươi đấy. Ai ghen ngươi? Ninh Nhụy Nhụy nguyết hắn một cái, bất mãn nói. Nhiếp Tiểu Lý thấy bọn họ cãi nhau, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hạ Thiên, Ninh tỷ tỷ, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Bất kể thế nào, ta còn cần sự giúp đỡ của hai người. Chờ sự việc kết thúc, ta sẽ biến mất, không quấy rầy hai người nữa đâu. Ngươi nói vậy cũng không đúng. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, ta cũng không phải đang tranh giành tình nhân, chẳng qua ta cảm thấy hắn quá khinh địch. Nếu ngươi chạy đi, về sau ta sống cũng sẽ không yên ổn. Vợ tiếp viên hàng không, nàng suy nghĩ như vậy cũng không đúng. Hạ Thiên uốn nắn, hơn nữa, nàng chạy cũng không thoát đâu. Nàng là vợ dự định trong tương lai của ta. Nếu nàng chạy, không phải ta thua thiệt lớn sao? Nhiếp Tiểu Lý. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải đang cãi nhau, chỉ là điều chỉnh hàng ngày mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức mỉm cười. Nàng bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Y Tiểu Âm và A Cửu khi biết được nàng đi theo Hạ Thiên, hoàn toàn không hề có sự ghen ghét hoặc ăn dấm, chỉ thở phào nhẹ nhõm, tên sắc lang đáng ghét này rốt cuộc cũng có người để dây dưa, ta có thể thư giãn được một chút. Đến một mức độ nào đó, điều này cũng nói rõ Hạ Thiên xác thực có năng lực quấn người. Ngươi ở cùng với Hạ Thiên, ta hoàn toàn không phản đối, ngược lại còn rất tán thành. Ninh Nhụy Nhụy vỗ vai Nhiếp Tiểu Lý, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi cũng đừng để tên sắc lang này đắc thủ quá sớm. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, tiểu muội chân dài, nàng chính là cố ý. Nàng cho rằng ta không nghe thấy sao? Nghe thì thế nào, ngươi đánh ta sao? Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt, rất nhanh kêu lên, ngươi làm gì vậy? Ngươi chiếm tiện nghi của ta đúng không? Là nàng bảo ta đánh nàng đấy. Hạ Thiên vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, cười nói, xúc cảm rất tốt. Tiểu muội chân dài, nàng cố ý để ta đánh nàng thì có. Ninh Nhụy Nhụy nguyết hắn một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao, trong đầu toàn là cặn bã màu vàng. Tiểu muội chân dài, nàng bị đánh còn chưa đủ sao? Hạ Thiên nhếch miệng. Cơ thể Ninh Nhụy Nhụy căng lên, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ngươi không được làm loạn. Nhiếp Tiểu Lý nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vui cười đùa giỡn, có chút hâm mộ. Từ nhỏ, nàng đã bị người của thị trấn ghét bỏ, người đồng lứa thì không muốn chơi với nàng. Cho đến khi nàng đến nơi khác học đại học, nàng mới quen được một số người bạn, nhưng nàng cũng không dám tin tưởng người khác. Dù sao, số lần nàng bị tổn thương nhiều lắm. Hiện tại, nàng lại cảm thấy thoải mái, không cần lúc nào cũng đề phòng, cũng biết đối phương tin tưởng mình, cảm giác thật tốt. Được rồi, chúng ta đừng nói nhảm nữa. Bên dưới nhất định rất nguy hiểm, mọi người cẩn thận ứng đối. Ninh Nhụy Nhụy không tiếp tục đùa giỡn với Hạ Thiên nữa, nghiêm túc nhắc nhở, người bên dưới khả năng cũng không phải người, nhất định có chút thủ đoạn kỳ quái, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Nếu không, chúng ta sẽ bị trúng chiêu. Giống như nàng vừa rồi, Hạ Thiên hỏi. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác giống như ngực bị trúng một tiếng, bất mãn nói, ta có mưu kế. Đằng sau có thủ đoạn phản kích, nhưng vừa lúc hai người đến mà thôi. Ta biết nàng có cách mà. Hạ Thiên mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay ra, mảnh vỡ lưu vân thiết nhận nằm tán loạn trên mặt đất bay đến lòng bàn tay của hắn, tuy nhiên, biện pháp của nàng không được thông minh cho lắm. Kiếm hoàn này thật ra vẫn có tác dụng rất thần kỳ, chỉ là nàng chưa nắm giữ được mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy những mảnh vỡ lưu vân thiết nhận một lần nữa ngưng kết trong lòng bàn tay Hạ Thiên. Không khỏi kinh ngạc, ngươi có bản lãnh này sao? Không phải là bản lãnh của ta mà là đặc tính của kiếm hoàn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Ninh Nhụy Nhụy, nàng không có tâm ý tương thông với nó, cho nên có rất nhiều công năng nàng vẫn chưa sử dụng được tốt. Thứ này cũng không dễ dàng bị hủy đi như vậy. Cho dù nát, nàng vẫn có thể điều khiển nó, trực tiếp sử dụng linh khí để khống chế, biến chúng thành phi kiếm. Nói xong. Hạ Thiên rót băng hỏa linh khí vào trong kiếm hoàn, chỉ thấy thanh kiếm hoàn màu trắng run lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành mấy luồng lưu quang bay lên giữa không trung, hóa thành phi kiếm lẫm liệt. Tại sao ngươi lại làm được? Ninh Nhụy Nhụy càng thêm ngạc nhiên, tại sao ta không biết ngươi biết kiếm thuật chứ? Đây không phải kiếm thuật, Hạ Thiên cũng lười giải thích, ngưng tụ phi kiếm thành kiếm hoàn đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, thứ này cho nàng là để nàng phòng thân. Nàng cứ chậm rãi nghiên cứu,
Ninh Nhụy Nhụy một lần nữa ngưng kết kiếm hoàn, rõ ràng có cảm giác có chút khác biệt, nó nghe lời ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi và nó tâm ý tương thông? Ta không cần tâm ý tương thông, nếu nó không nghe ta, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt nó. Hạ Thiên nói, cho nên, nó không dám không nghe. Ninh Nhụy Nhụy lập tức không còn lời nào để nói. Tiểu muội chân dài, thực lực của nàng bây giờ hẳn đã đủ dùng, nhưng vẫn còn chưa vận dụng linh hoạt. Hạ Thiên yên lặng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nghiêm túc nói, chỉ bằng chọn một thời gian, ta giúp nàng bổ túc, giúp nàng tăng thêm. Câm miệng, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, ngươi nhất định đang suy nghĩ những vấn đề không tốt. Ta đang rất nghiêm túc. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, tiểu muội chân dài, nàng không thể đổ oan ta như thế. Ninh Nhụy Nhụy biết tính cách của Hạ Thiên như thế nào, bớt làm bộ đi. Cho dù ngươi không nghĩ, đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ, thậm chí còn trực tiếp thực hành. Ít nhất bây giờ ta không muốn. Hạ Thiên nhấn mạnh. Ai quan tâm bây giờ ngươi muốn hay không? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ngươi cảm thấy lúc này thích hợp trò chuyện chủ đề đó sao? Hạ Thiên làm ra vẻ đương nhiên, có cái gì mà không thích hợp? Được, ngươi thắng. Ninh Nhụy Nhụy không phản bác được, lập tức nói, ngươi cứ ở đây chậm rãi trò chuyện, ta cùng Tiểu Lý xuống dưới xem qua một chút. Nhiếp Tiểu Lý nhất thời chen miệng không lọt, đành phải để Ninh Nhụy Nhụy tùy ý kéo tay nàng tiếp tục xuống dưới. Chúng ta ném hắn ở đó cũng không tốt cho lắm. Đi được một lát, Nhiếp Tiểu Lý phát hiện hình như Hạ Thiên không có đi theo, không khỏi có chút lo lắng. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Lý, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Trên thế giới này, người có thể tổn thương được hắn không phải là không có, nhưng ít càng thêm ít. Vậy chúng ta thì sao? Nhiếp Tiểu Lý ngược lại nghĩ đến một vấn đề thực tế hơn, nếu hắn không có ở đây, chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm không thể dự đoán không? Điều này cũng không cần lo lắng. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười. Nàng hiểu tính tình của Hạ Thiên là gì, hắn đang đi theo ở đằng sau đấy, chỉ là thích sĩ diện, không muốn nhanh như vậy đã xuất hiện. Hắn đang chờ thời cơ để tỏ vẻ, để chúng ta cảm kích hắn. Có như vậy, hắn mới có thể thuận lý thành chương chiếm tiện nghi. Đến lúc đó, chúng ta cũng không tiện phản đối. Nhiếp Tiểu Lý cảm giác lời này đã lật đổ ấn tượng của nàng đối với Hạ Thiên, là như vậy sao? Hạ Thiên không phải là người như vậy. Vậy ngươi cho hắn là hạng người gì? Ninh Nhụy Nhụy hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút, sau đó do dự đáp, chỉ là một người hơi dễ dãi, hơi tự luyến nhưng tâm địa thiện lương, một đứa bé chỉ thích giúp người. Trực giác của ngươi vẫn rất nhạy cảm, nhưng nói hơi sai rồi. Ninh Nhụy Nhụy biết thật ra Nhiếp Tiểu Lý không muốn nói xấu Hạ Thiên, cho nên mới nói tránh như thế. Không khỏi mỉm cười, không cần phải uyển chuyển như thế đâu. Hắn không phải là hơi dễ dãi, mà là hắn quá dễ dãi. Cũng không phải hắn hơi tự luyến mà là điên cuồng tự luyến, cho rằng mình là người đẹp trai nhất thiên hạ. Nhiếp Tiểu Lý cười ha hả, dù sao thời gian nàng quen Hạ Thiên cũng quá ngắn, có mấy lời không tiện nói ra, không giống như Ninh Nhụy Nhụy không có trở ngại, càng ở lâu lại càng hòa hợp. Còn nữa, tâm địa thiện lương cái gì? Sự thật thì cũng không sai, nhưng từ này không phù hợp với hắn. Ninh Nhụy Nhụy cũng chỉ muốn xoa dịu tâm trạng lo lắng của Nhiếp Tiểu Lý, thuận tiện xóa bỏ cảm giác xa cách Hạ Thiên của nàng. Sự thiện lương của hắn chỉ nhằm vào hai loại người, một là mỹ nữ, mỹ nữ chân chính nhé, không phải loại mỹ nữ hưởng phấn đâu. Loại còn lại chính là người khác đối tốt với hắn. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, lời này không sai, nếu thiện lương với tất cả mọi người, vậy thì không gọi là thiện lượng mà là tâm thánh mẫu. Về phần ngươi nói hắn thích giúp người, vậy thì phải có điều kiện. Ninh Nhụy Nhụy khẽ thở dài, hắn cũng chỉ nhiệt tâm đối với mỹ nữ mà thôi. Nếu dung mạo ngươi không xinh đẹp, đoán chừng ngươi gặp chuyện gì, hắn cũng chẳng muốn nhìn dù chỉ một chút. Nhiếp Tiểu Lý im lặng. Có phải có chút thất vọng rồi không? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Cũng không có. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, ít nhất Hạ Thiên chưa từng bức bách ta làm bất cứ chuyện gì. Cho dù hắn đồng ý giúp ta, hắn cũng tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp người có thể ủng hộ ta vô điều kiện như thế. Loại cảm giác này, rất tốt. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý sáng lên, không khỏi lắc đầu, nhìn ngươi như thế, đoán chừng ngươi khó mà thoát khỏi ma trảo sắc lang kia. Nhiếp Tiểu Lý nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ninh tỷ tỷ chẳng lẽ trốn được sao?
không nói chuyện này nữa. Ninh Nhụy Nhụy không nghĩ đến dẫn lửa thiêu thân, lập tức chuyển sang chủ đề khác, chúng ta nên chú ý xung quanh. Nơi này tuyệt đối không đơn giản, dưới đáy nhất định còn có đối thủ lợi hại hơn, tuyệt đối không thể lơ là. Nhiếp Tiểu Lý thức thời mỉm cười, không tiếp tục truy vấn, thuận theo Ninh Nhụy Nhụy, ta xưa nay không biết dưới đáy Hoàng Sơn lại có không gian rộng lớn như vậy, còn có nhiều người tiềm phục như thế. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì, thật ra cũng không khó đoán. Ninh Nhụy Nhụy trải qua chuyện của Trung Nam Sơn, đã có sự suy đoán của mình, hơn phân nửa có liên quan đến Linh Mạch Hoàng Sơn. Cái gọi là giếng đan hoàng đế, chẳng qua chỉ dùng để mê hoặc người khác mà thôi. Linh Mạch, Nhiếp Tiểu Lý không khỏi nghi hoặc. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nói sơ qua chuyện ở Trung Nam Sơn, khi đó ta cũng mới biết được, dưới đáy đa số dãy núi đều có Linh Mạch, chỉ là có cái đã hỏng không chịu nổi, có cái còn duy trì được sinh cơ. Nếu Linh Mạch hóa rồng, dãy núi cũng sẽ tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng. Nếu Linh Mạch xảy ra vấn đề, cũng sẽ ảnh hưởng đến dãy núi và cảnh trí gần đó. Mấy năm qua, cảnh trí Hoàng Sơn quả thật có chút suy sụp. Nhiếp Tiểu Lý so sánh với hiện thực một chút, nhất là không ít cảnh quan chịu ảnh hưởng, thậm chí Ngọc Bình Phong lâu tiễn khách tùng cũng bị chết héo, Vân Hải Phật Quang cũng không còn rõ ràng như trước. Ninh Nhụy Nhụy nói, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chính là đám người dưới đáy dở trò quỷ. Tuy nhiên, ta lại có một số suy nghĩ không thông. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, vì sao tộc lão Nhiếp gia lại lẫn lộn vào bên trong? Nhiếp gia là đại tộc Hoàng Sơn, lẽ ra bọn họ phải bảo vệ linh mạch chân núi mới đúng, tại sao lại làm chuyện ngược lại như thế? Chỉ có hai khả năng. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút rồi đáp, một là tộc lão Nhiếp gia đã sớm biến chất, lấy lợi ích làm đầu, đạt thành giao dịch với ma tộc, hay là bọn họ đã bị ma tộc đoạt xá. Nhiếp Tiểu Lý cẩn thận suy nghĩ lại, mặc kệ là khả năng nào, nàng đều cảm thấy không rét mà run. Bất kể thế nào, ta cũng phải ngăn cản bọn họ. Nhiếp Tiểu Lý nói, không chỉ vì chính ta, vì Nhiếp gia mà còn vì Hoàng Sơn, ngàn vạn người bình thường dưới chân Hoàng Sơn nữa. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng cười nhạo, giọng nói vô cùng khinh thường, nói vĩ đại quá. Thật ra còn không phải vì lợi ích sao? Là ai? Ninh Nhụy Nhụy ngăn trước người Nhiếp Tiểu Lý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng trước, cút ra đây, đừng có giấu đầu lòi đuôi. Ha ha, khí thế không tệ, cũng không biết bản lãnh như thế nào. Cách đó không xa, một bóng người chậm rãi bước ra, trên người hiện lên tầng ánh sáng mỏng nhạt, nhưng không nhìn thấy rõ gương mặt. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thân hình người này, cảm giác có chút quen mắt. Không khỏi hỏi, ngươi là người Nhiếp gia. Ta hẳn quen biết ngươi. Không cần đoán, người kia búng tay một cái, bốn phía lập tức sáng bừng lên ánh lửa, là ta. Nhiếp Tiểu Lý nhìn chằm chằm người kia, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngươi là Nhiếp Tiểu Sơn. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Ta không chết, ngươi bất ngờ lắm sao? Người đối diện sờ lên cổ của mình, ý vị thâm trường nói, ngươi đừng nên nghĩ nhiều. Ta đúng là đã chết nhưng được gia chủ đưa đến lòng đất. Tôn chủ cứu sống ta, còn cho ta chút sức mạnh, để ta thủ vững cánh cửa cuối cùng của động phủ dưới lòng đất. Người này có lai lịch gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Tiểu Lý do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói với Ninh Nhụy Nhụy, hắn ta là con trai của Ngũ Thúc, cùng tuổi với ta. Tuy nhiên, năm ta học đại học, ta đi leo núi với hắn ta không cẩn thận ngã xuống vách núi. Khi đó, mọi người tìm kiếm 7 ngày 7 đêm dưới núi, kết quả ngay cả thi thể cũng không tìm được, chỉ tìm được một cái hố lớn, vì thế chính quyền thông báo hắn ta đã chết. Nhiếp Tiểu Sơn bật cười, có chút khinh bỉ, Nhiếp Tiểu Lý, ngươi nói nhẹ nhàng quá, còn không phải ngươi đẩy ta xuống núi sao? Chuyện này chẳng liên quan đến ta, Nhiếp Tiểu Lý nghiêm mặt nói, ta cũng không đẩy ngươi, càng không đụng đến ngươi, tự ngươi trượt chân té xuống. Ngươi vẫn trốn tránh trách nhiệm như vậy. Nhiếp Tiểu Sơn thở dài, dường như oán khí khó tiêu, khi đó, nếu ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm sao ta có thể trượt chân chứ? Ta không trượt chân, làm sao té xuống vách núi? Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói, theo ý của ngươi, đó chính là lỗi của ta. Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi. Nhiếp Tiểu Sơn nghiến răng, oán độc trừng mắt với Nhiếp Tiểu Lý, không phải muốn chơi ngươi sao, có gì ghê gớm đâu. Mẹ con các ngươi lẳng lơ như thế, người chơi qua các ngươi không 1000 cũng có đến 800.
Tiện nghi một chút cho ta thì thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi đang nói tiếng người sao? Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi cũng họ Nhiếp, ta cũng họ Nhiếp, ngươi hiểu đây là ý gì chứ? Nhiếp Tiểu Sơn vẫn lạnh lùng nói, ta chỉ chơi đùa thôi, cũng không để ngươi mang thai, họ Nhiếp hay không họ Nhiếp có liên quan gì. Dù sao, dung mạo của ngươi rất xinh đẹp, không phải để người ta chơi sao? Hừ, lúc đó ta nên trực tiếp đẩy ngươi xuống dưới. Nhiếp Tiểu Lý tức đến nghiến chặt hàm răng. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, liền hiểu ra, khinh thường nói, đúng là một tên cặn bã đủ 10 phần. Xúc sinh, ta xúc sinh. Nhiếp Tiểu Sơn cười ha hả, chỉ vào mình, nếu ta là xúc sinh, ta đã sớm ra tay, còn chờ nàng ta thi lên đại học mới tiến hành sao? Đã lúc nào rồi vẫn không thay đổi được bản chất xúc sinh của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không chút khách sáo quát mắng. Đã như vậy, nếu ta không làm chuyện xúc sinh, ta thật sự có lỗi với các ngươi. Nhiếp Tiểu Sơn nhe răng cười, càn rỡ nói, hai người các ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi. Tất cả ở lại theo ta. Một đời một thế, lão tử không chơi chết các ngươi đâu. Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, trịnh trọng nói, nếu lần trước ngươi không giết chết được hắn ta, lần này nên giết cho triệt để. Để hắn ta ở lại trên đời này quả thật là sự sỉ nhục đối với ngươi. Giết ta. Nhiếp Tiểu Sơn cười lạnh, khoát tay, một thanh trường kiếm màu đỏ từ trong bóng tối vô tận chậm rãi xuất hiện. Keng. Một âm thanh vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí lẫm liệt tản ra, xông đến Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý còn chưa thủ vững thân hình. Đến đi, giết ta đi. Nhiếp Tiểu Sơn nhẹ nhàng lắc một cái, thu lại sát khí. Hắn ta cầm kiếm đứng ở đó, giống như một người bình thường, nhìn qua không hề có lực sát thương. Có gì đó không ổn. Ninh Nhụy Nhụy đi theo Hạ Thiên, đã gặp qua không ít địch nhân muôn hình muôn vẻ. Mặc dù số lần nàng đối chiến trực tiếp không nhiều, nhưng cũng quan sát được không ít những cuộc quyết đấu chất lượng cao. Liên quan đến làm thế nào cân nhắc thực lực người khác, nàng cũng có một lý giải khá sâu sắc. Trong đó, điểm quan trọng nhất, chính là Hạ Thiên thường xuyên nói đến, chiêu thức càng lòe loẹt lại càng không có uy lực. Ngược lại, chiêu thức càng đơn giản lại thường có khả năng một kích tất sát nhất. Nhiếp Tiểu Sơn trước mắt phù hợp với thuyết pháp sau của Hạ Thiên. Phương thức lấy kiếm của hắn ta nhìn thì lòe loẹt. Nhưng khi sát khí vừa thu lại, cả người trở nên vô cùng giản dị, nhìn cả người lẫn vật đều vô hại. Điều này khá nguy hiểm. Ninh tỷ tỷ, nếu không để ta thử một chút. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy ngưng trọng, không khỏi đưa ra đề nghị. Không được, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu phản đối, nhẹ giọng nói, người này không thể khinh thường được. Ta còn không nắm chắc, người đừng nên ra tay. Nhiếp Tiểu Lý nghe Ninh Nhụy Nhụy nói nghiêm túc như thế. Tạm thời thu lại suy nghĩ muốn ra tay, cũng không phải nàng sợ, mà là nàng biết thực lực của mình còn thua kém Ninh Nhụy Nhụy rất nhiều. Ninh Nhụy Nhụy thận trọng như vậy, nàng đương nhiên phải nghe theo lời Ninh Nhụy Nhụy rồi. Thế nào, không phải vừa nãy ngươi còn rất phách lối sao? Nhiếp Tiểu Sơn tay phải chắp sau lưng, tay trái cầm kiếm mà đứng, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, thế nào? Sợ rồi phải không? Ta đã cho các ngươi cơ hội ra tay. Nếu ngươi không trân quý, vậy thì cũng đừng trách ta. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy lùi bước không phải là hành động sáng suốt, chỉ bằng thử thực lực đối phương một chút rồi nói. Hạ Thiên khẳng định đang bí mật quan sát ở một nơi gần đó. Nếu gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay cứu nàng. Nói theo một cách khác, Ninh Nhụy Nhụy cũng không muốn mỗi lần gặp nạn đều dựa vào Hạ Thiên đến cứu, bởi vì nàng cũng có sự háo thắng của mình. Nhưng nàng cũng là một người rất có lý trí. Nếu quả thật đánh không lại, nàng không cần thiết ép mình đánh tiếp. Chuyện chuyên nghiệp nên để người chuyên nghiệp làm. Ninh Nhụy Nhụy thích khiêu chiến, nhưng nàng không thích làm chuyện mà nàng không nắm chắc. Cho đến nay, nàng luôn khiêu chiến cực hạn của mình. Sở dĩ nàng luôn thành công là vì nàng từ đầu đến cuối luôn kiên trì đạo lý này. Vèo! Ninh Nhụy Nhụy giữ Lưu Vân Thiết Nhận trong lòng bàn tay, không chút do dự rót linh khí vào trong. Chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ, lưỡi kiếm di chuyển như mây, trong chớp mắt đã đến trước mặt Nhiếp Tiểu Sơn, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, thẳng đến cổ họng của hắn ta. Có chút thú vị, ánh mắt Nhiếp Tiểu Sơn di chuyển theo lưỡi kiếm nhưng không hề có chút bối rối, ngược lại còn rảnh rỗi bình luận một hai tiếng, đáng tiếc, tốc độ hơi chậm, không đủ linh hoạt. Xem ra,
ngươi vẫn chưa khống chế được nó. Đúng là đáng tiếc. Ninh Nhụy Nhụy không phục, đang định nói cái gì đó, bỗng dưng con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Bởi vì, kiếm của Nhiếp Tiểu Sơn không hề có chút dấu hiệu đã chém đến trước mặt nàng. Bành! Một kiếm xuống dưới, mặt đất bị chém thành hố to hố nhỏ. Thân pháp này cũng không tệ. Ngươi học ở đâu vậy? Nhiếp Tiểu Sơn đưa mắt nhìn một chút Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý lơ lửng giữa không trung, ý cười tràn ngập hỏi thăm. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may nàng học được phiếu miểu bộ, có thể cảm nhận được sát khí. Nửa giây trước khi bị kiếm Nhiếp Tiểu Sơn chém tới, nàng đã mang theo Nhiếp Tiểu Lý tránh thoát được. Ninh tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhiếp Tiểu Lý không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bị khe hở kia làm giật mình. Ninh Nhụy Nhụy trấn an Nhiếp Tiểu Lý, không sao đâu, tạm thời không có việc gì. Ngươi đúng là lạc quan, cũng biết tạm thời không có việc gì. Gương mặt Nhiếp Tiểu Sơn khó nén được sự đắc ý, cười nói ta thấy dung mạo của ngươi rất xinh đẹp. Nếu giữ lại làm vợ của ta, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nghĩ hay nhỉ, Ninh Nhụy Nhụy thoáng thả lỏng tâm trạng, tuy nhiên, nếu ngươi muốn đánh chủ ý, ngươi còn phải hỏi một người xem hắn có đồng ý hay không. Khóe miệng Nhiếp Tiểu Sơn nhếch lên, ánh mắt hèn mọn, ngươi cứ trả lời thẳng thắn, đồng ý hay không đồng ý. Người này cũng không phải ta. Ninh Nhụy Nhụy biết người trước mắt không phải nàng có thể đối đầu được, liền nói to, sắc lang chết tiệt, có người đang đánh chủ ý vào nữ nhân của ngươi, ngươi không có ý định ra tay sao. Nhưng xung quanh trống rỗng, ngoại trừ tiếng vọng của nàng, không có ai lên tiếng cả. Ha ha, các ngươi còn có người khác núp trong bóng tối giúp đỡ sao? Nhiếp Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có ai ở đây, xem ra, người kia chắc đã chạy trốn. Các ngươi đừng ôm hy vọng gì cả, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cho ta. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ta lại cảm thấy, bây giờ ngươi có thể chạy trốn, bởi vì ngươi rất có thể sẽ chết thêm lần nữa. Ngươi đúng là thông minh, nhưng cũng rất ngu. Gương mặt Nhiếp Tiểu Sơn tràn ngập sự khinh thường, nhấc kiếm chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, ngươi muốn phô trương thanh thế để dọa ta. Nếu là người bình thường, có thể sẽ bị mắc lừa, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Đây chính là thực lực. Nhiếp Tiểu Lý nói, hừ, nói một hồi, đây cũng không phải thực lực của chính ngươi, còn không phải mượn lực của người khác dùng sao. Đúng, ngươi nói rất đúng. Nhiếp Tiểu Sơn cũng không phủ nhận, đây chính là sức mạnh tôn chủ ban cho ta, thì tính sao? Người của ta, mệnh của ta, linh hồn của ta đều của tôn chủ. Sử dụng sức mạnh tôn chủ có gì mà không đúng? Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, cường giả chân chính, sức mạnh là của mình, không cần mượn sức mạnh của người khác. Cách nhìn của ngươi là cách nhìn của đàn bà, quá nông cạn. Nhiếp Tiểu Sơn cười đắc ý, các ngươi phát hiện mình không phải đối thủ của ta. Bây giờ các ngươi muốn dùng ngôn ngữ để đả kích ta, bức ta từ bỏ sức mạnh của tôn chủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị mắc lừa sao? Mưu kế này đúng là buồn cười, thật sự quá ngây thơ. Mắc lừa hay không cũng không quan trọng. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, sử dụng Lưu Vân Thiết Nhận một lần nữa chém về phía Nhiếp Tiểu Sơn, quan trọng là ngươi đừng xem thường nữ nhân. Ta đã nói rồi, chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta. Nhiếp Tiểu Sơn cũng không lưu thủ. Quát khẽ một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên. Bốp! Một tiếng nổ vang lên, vừa lúc chém trúng Lưu Vân Thiết Nhận đang nhanh chóng di chuyển, trực tiếp chém nó thành hai đoạn. Nhiếp Tiểu Sơn còn chưa đã ghiền, lại tăng thêm hai kiếm nữa. Chỉ thấy Lưu Vân Thiết Nhận trong nháy mắt thất linh bát lạc, giống như từng mảnh sắt vụn rơi xuống đầy đất. Vũ khí trình độ như thế cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nhiếp Tiểu Sơn khinh bỉ lắc đầu. Hắn ta nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nữ nhân các ngươi nên ngoan ngoãn nằm ngửa, làm cho nam nhân sung sướng mới đúng. Mấy loại kiếm thuật này không phù hợp với các ngươi. Đúng là buồn nôn, Ninh Nhụy Nhụy khịt mũi coi thường, nghe xong, lỗ tai ta cũng cảm thấy ộ uế. Hắn ta vốn là loại người như thế. Nhiếp Tiểu Lý vô cùng chán ghét, không khỏi mắng to, từ nhỏ hắn ta đã là một tên sắc phôi hạ lưu, làm không ít chuyện bẩn thỉu. Chỉ là không nghĩ đến sau khi chết một lần, hắn ta còn nghiêm trọng hơn nữa, càng khiến người ta buồn nôn. Mắng, tiếp tục mắng đi. Các ngươi càng mắng, ta càng cao hứng. Nhiếp Tiểu Sơn càng thêm hưng phấn, cười gằn, ở lại thêm một chút, các ngươi sẽ biết sung sướng như thế nào.
Nói không chừng các ngươi không muốn rời khỏi ta nữa đấy chứ. Hả? Lời còn chưa dứt, trong lòng hắn ta bỗng thất kinh, thân hình cũng nhanh chóng né tránh, như ảnh như điện nhanh chóng xê dịch mấy lần trong bóng tối. Vừa rồi có mấy luồng bạch quang bỗng nhiên không chút dấu hiệu từ bốn phương tám hướng chém về phía Nhiếp Tiểu Sơn. Cho dù Nhiếp Tiểu Sơn né tránh rất nhanh, trên người vẫn bị chém mấy vết thương. Khí tức màu đen từ trong vết thương tràn ra. Hừ, nổ quá, còn không phải bị ta tổn thương sao? Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, thu hồi mảnh vỡ lưu vân thiết nhận rơi vãi các nơi. Trước đó Hạ Thiên đã từng nói qua với nàng, chỉ cần tâm ý tương thông với lưu vân thiết nhận, uy lực của thanh kiếm sẽ được nâng cao một bước. Trong lúc đang nói chuyện với Nhiếp Tiểu Sơn, Ninh Nhụy Nhụy cũng muốn thử nghiệm câu thông với lưu vân thiết nhận cự ly xa. Mặc dù khó khăn, mấy lần thiếu chút nữa khiến cho linh khí của mình hao tổn, cũng may không uổng phí công phu, cuối cùng cũng thành công. Mẹ nó, vốn ta muốn chơi đùa cùng các ngươi. Đáng tiếc các ngươi còn không biết điều. Nhiếp Tiểu Sơn nhìn thoáng qua vết thương trên người, hoàn toàn mất đi hứng thú chơi đùa, tay cầm trường kiếm chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần làm nữ nhân của ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, đi chết đi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng đáp lại, đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội nữa, ngươi có thể đi chết rồi. Được, Nhiếp Tiểu Sơn cũng không khách sáo, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhún người nhảy lên, trường kiếm như núi, chém tới Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Ninh Nhụy Nhụy chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn đè ép nàng, trong nháy mắt có một cảm giác thở không ra hơi. Nhiếp Tiểu Lý càng thêm khó chịu, thiếu chút nữa thổ huyết. Rất nhanh, một luồng khí lưu thanh lãnh không biết từ nơi nào tràn vào cơ thể của các nàng, hóa giải cảm giác khó chịu đó. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy yên tâm hơn một chút, tên sắc lang đó rốt cuộc cũng đã đến. Mặc dù Nhiếp Tiểu Lý không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy, nàng rất nhanh hiểu rõ. Là ai? Nhiếp Tiểu Sơn thấy một kích tất sát của mình dễ dàng bị hóa giải như thế, lập tức giận không thể tả, quát to, cút ra đây cho ta. Bỗng dưng một bóng người lao thẳng đến mặt Nhiếp Tiểu Sơn. Đến hay lắm, Nhiếp Tiểu Sơn dường như đã sớm có dự liệu, vặn người chém đến một kiếm. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt chiếu sáng gương mặt người đến. A, à, là ngươi, Nhiếp Tiểu Sơn nhìn thấy dung mạo người đến, vô thức thu kiếm, quát hỏi, ngươi đến đây làm gì? Ngươi không sợ chết sao? Ngươi đến chính là con khỉ vàng tự xưng là Kim Ti tỷ tỷ. Lúc này, nó cũng rất nghi hoặc, ngươi biết ta. Ta không rảnh quan tâm đến ngươi, biến đi. Nhiếp Tiểu Sơn bực bội không thôi, chỉ vào Kim Ti tỷ tỷ, đừng xen vào chuyện của ta. Nếu không, cho dù ngươi là ta cũng giết không tha. Kim Ti tỷ tỷ cười hắc hắc, ta cũng muốn biến lắm, nhưng không cần thiết. Bởi vì ngươi sắp chết rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nhiếp Tiểu Sơn sửng sốt. Chính là ý này. Một âm thanh lười biếng vang lên bên tai hắn ta. Nhiếp Tiểu Sơn cả kinh, vung đao bổ tới nơi phát ra âm thanh. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, đón đỡ thanh trường kiếm của hắn ta là một nắm đấm. Một nắm đấm không có gì lạ. Đúng là buồn cười, nếu đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lòng Nhiếp Tiểu Sơn cuồng thiếu không thôi, hoàn toàn khinh thường đối thủ mới xuất hiện này. Một giây sau, hắn ta không còn cười được nữa. Kiếm của hắn ta đã bị đứt thành hai đoạn. Nắm đấm cũng đến trước mặt hắn ta. Nếu kiếm của hắn ta có thể chém được một ngọn núi. Như vậy nắm đấm này khiến cho hắn ta dường như nhìn thấy được cả một thế giới. Nắm đấm còn đang đến gần. Tốc độ vừa nhanh vừa chậm. Nhiếp Tiểu Sơn cảm thấy đại não như muốn nổ tung. Nhân sinh 20 năm chỉ trong một cái chớp mắt. Vô số hình ảnh, sướng vui giận buồn hỗn loạn phát ra. Cơ thể giống như nổ thành vô số mảnh vỡ, vừa mở mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhiếp Tiểu Sơn cảm nhận được nguy hiểm, hắn ta muốn né tránh, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến. Bành! Chưa đến nửa giây, nắm đấm đã đánh trúng mặt Nhiếp Tiểu Sơn. Về sau, đèn kéo quân xuất hiện trong đầu của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, cả người hắn ta đã nổ tung thành mảnh vỡ. Vô số khí tức màu đen băng tán, trong phút chốc lại ngưng kết với nhau. Đáng tiếc, ngưng kết thất bại, lại tản ra. Lại ngưng kết, lại tản ra.
cố gắng mười mấy lần, luồng khí tức màu đen đó vô lực tiêu tán. Suy nghĩ cuối cùng của Nhiếp Tiểu Sơn còn lưu lại chính là tại sao trên thế giới này lại có loại sức mạnh như thế. Một quyền khiến cho hắn ta thần hồn câu diệt, không hề có một chút cơ hội chạy trốn. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả tôn chủ? Không, không thể nào. Bất luận có thể hay không, Nhiếp Tiểu Sơn không còn biết được nữa. Luồng khí tức màu đen đã hoàn toàn biến mất. Nam nhân mắt đỏ nằm trên giường ngọc dưới lòng đất lại một lần nữa bừng tỉnh, biểu hiện tức giận, lập tức rời khỏi linh thất, không biết đi đâu. Hắn ta chết rồi, Ninh Nhụy Nhụy nhìn luồng khí tức màu đen tiêu tán, không khỏi hỏi một câu. Hạ Thiên hờ hững gật đầu, chết rồi, chính xác mà nói là biến mất. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi tiếp, hắn ta rốt cuộc là gì? Là người, là ma hay là thứ gì khác? Quan tâm hắn ta là cái gì chứ? Dù sao hắn ta đã không còn nữa rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Ninh Nhụy Nhụy tiểu muội chân dài, nàng tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã tìm ra được điểm mấu chốt bên trong, có thể điều khiển thứ đồ chơi này. Ninh Nhụy Nhụy bắt đầu có chút ngại ngùng, là do ngươi dạy tốt thôi. Mặc dù nàng hơi ngu ngốc nhưng ai bảo chồng tương lai của nàng là người thông minh nhất thiên hạ chứ? Hạ Thiên cũng rất tự đắc, tuyệt không khiêm tốn, mỉm cười nói, tuy nhiên, tiểu muội chân dài, tiến bộ của nàng vẫn chưa đủ. Nếu có thời gian, ta sẽ chậm rãi bổ túc cho nàng. Thật sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút do dự, ngươi không phải thừa cơ chiếm tiện nghi của ta chứ? Hạ Thiên bất mãn trừng mắt với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Đây là bệnh cần phải trị. Hơn nữa, ta là chồng tương lai của nàng, đó không phải gọi là chiếm tiện nghi. Cái này về sau hãy nói. Ninh Nhụy Nhụy cau mũi, không nói gì nữa. Nhiếp Tiểu Lý nhẹ giọng nói, đến lúc đó, hai người gọi ta luôn nhé. Ta cảm thấy cũng cần phải tăng lên một chút. Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi, sẽ không bỏ sót nàng đâu. Hạ Thiên mỉm cười, vô cùng cao hứng. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, sau đó nói với Nhiếp Tiểu Lý, ngươi yên tâm đi, bây giờ ngươi hoàn toàn mới mẻ đối với hắn. Hắn chỉ ước gì ở bên cạnh ngươi 24 tiếng, chỗ tốt gì cũng sẽ cho ngươi. Tiểu muội chân dài, nàng lại ghen nữa rồi. Hạ Thiên lại càng cao hứng. Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý đến hắn. Lúc này, vị Kim Ti tỷ tỷ có chút không vui nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, này, các ngươi có phải hơi mất lịch sự hay không? Các ngươi không để ý đến sự tồn tại của ta. À, đúng rồi, ta còn cảm thấy kỳ lạ. Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi Hạ Thiên, Hạ Thiên, tại sao ngươi lại đi chung với Kim Ti tỷ tỷ thế? Ta không có đi chung với nàng ta. Hạ Thiên nhếch miệng, lười biếng nói, ta phát hiện có người vẫn luôn đi theo nàng, từ đó tìm ra vật nhỏ này. Kết quả nàng ta cứ dính lấy ta. Nàng ta nói quen biết ngươi, ta mới không đánh nàng ta. Kim Ti tỷ tỷ khó chịu trừng mắt Hạ Thiên, kháng nghị nói, các ngươi nghe không, đây là tiếng người. Ta là hầu tử, lại là nữ, người đánh ta chính là ngược đãi động vật, cộng thêm sỉ nhục nữ nhân. Thôi đừng chém gió nữa, bộ mặc cái da khỉ thì là khỉ sao? Hạ Thiên nhìn Kim Ti tỷ tỷ, nếu ngươi ngán làm người, ta có thể đánh ngươi thành khỉ, tiếng người cũng không cần nói. Ngươi đừng làm loạn, Kim Ti tỷ tỷ co lại sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, cảnh giác nói. Ninh Nhụy Nhụy nghe được ý bên trong lời nói của Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi, ý của ngươi là, nàng ấy thật ra là người, chẳng qua bị nhét vào bên trong cơ thể của khỉ. Còn không phải sao, Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng lẽ do linh khí khôi phục, khỉ Hoàng Sơn trực tiếp tiến hóa, biết mở miệng nói tiếng người. Ninh Nhụy Nhụy quay lại nhìn Kim Ti tỷ tỷ, nàng cũng cảm thấy nàng ta là người, chỉ là ai đã nhét nàng ta vào cơ thể của một con khỉ chứ? Nhiếp Tiểu Lý hơi im lặng, các ngươi nói như thế lại càng không đáng tin cậy hơn việc khỉ tiến hóa thành người. Nghe không đáng tin cậy nhưng thật ra lại có thể làm được. Hạ Thiên giải thích, cho dù không phải tu tiên giả, dùng y thuật cũng có thể làm được. Nhưng để khỉ tiến hóa, quá trình chính giữa phải tốn đến mấy vạn năm. Ninh Nhụy Nhụy có chút không hiểu được, ta nhớ trước kia ngươi cũng đã từng biến người thành heo chó. Tiểu muội chân dài, nàng quả nhiên vẫn ngốc. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngay cả cái này cũng nghĩ không ra sao. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, cũng không phải là không rõ, chẳng qua lúc đó hình tượng quá rúng động, nhất thời không cách nào xóa đi ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu muốn làm, thật ra cũng có thể. Hạ Thiên nói, biểu hiện vẫn hờ hững như cũ, chỉ cần ta luyện thành đệ bát châm nghịch thiên bát châm, ta có thể chân chính nghịch thiên, thay đổi pháp tắc cũng không phải là chuyện không thể nào. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành thần tiên. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười trêu chọc, thần tiên biến người thành chó thành heo đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên nói, thật ra đó chính là pháp tắc, vạn sự vạn vật đều có pháp tắc. Đã có pháp tắc, như vậy sẽ tồn tại khả năng thay đổi pháp tắc. Chỉ có thứ không tồn tại mới không cách nào thay đổi. Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Kim Ti tỷ tỷ bất mãn nói, ai mà biết cái gì không tồn tại chứ? Ngươi nhất định là đang nói bừa. Ta không muốn nói nhảm với đồ ngớ ngẩn như ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Kim Ti tỷ tỷ càng tức giận hơn, ngươi mới là ngớ ngẩn đấy. Đúng vậy, Hạ Thiên, nàng ta nói nàng ta bị mất trí nhớ, ngươi có cách nào giúp nàng ta khôi phục trí nhớ được không? Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên nhớ lại, nói với Hạ Thiên. Kim Ti tỷ tỷ sửng sốt một chút, hắn chính là bạn trai thần y mà ngươi đã nói. Ta có nói hắn là bạn trai của ta sao? Ninh Nhụy Nhụy ngẩn ra, ta nói là bạn mà. Lừa mình dối người vô dụng thôi. Kim Ti tỷ tỷ lắc đầu, cảm thán nói, dáng dấp tiểu tử này không đẹp trai, nhìn qua cũng chẳng có bản lãnh gì lớn, tại sao ngươi lại đi thích hắn? Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, ta nói thích hắn từ khi nào? Không cần phải nói, ta cảm nhận được, Kim Ti tỷ tỷ khẳng định. Ngươi câm miệng cho ta. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Kim Ti tỷ tỷ, ngươi còn nói bậy nữa, ta bảo hắn không trị bệnh cho ngươi bây giờ. Kim Ti tỷ tỷ rất muốn tìm lại trí nhớ, trong nháy mắt liền thỏa hiệp, làm động tác kéo miệng lại. Hạ Thiên cẩn thận nhìn hai mắt Kim Ti tỷ tỷ, lập tức nói, nàng ta không phải mất trí nhớ, mà là không có trí nhớ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu. Kim Ti tỷ tỷ cũng không biết Hạ Thiên nói vậy là có ý gì, tại sao ta có cảm giác giống như ngươi đang mắng ta vậy? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên lãnh đạm nói. Hắn hoàn toàn chẳng có hứng thú với con khỉ đột nhiên xuất hiện này, cũng lười lãng phí thời gian trên người nàng ta. Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được hỏi Hạ Thiên, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản thân nàng ta không phải người trái đất, Hạ Thiên nói ra suy đoán của mình, hẳn có người dùng pháp trận mở ra khe nứt không gian, tùy tiện chộp lấy linh hồn, sau đó không cẩn thận nhét vào cơ thể của một con khỉ. Đây được xem là sản phẩm do thao tác lỗi, cho nên nàng ta hoàn toàn không có trí nhớ ở trái đất, cho nên không có cách nào khôi phục trí nhớ của nàng ta. Còn có tình huống này sao? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác tầm mắt của mình như được mở rộng. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thấy ngươi nhất định đang nói bừa. Kim Ti tỷ tỷ hoàn toàn không tin. Có tin hay không thì tùy ngươi. Dù sao cũng đâu liên quan đến ta. Hạ Thiên ngáp một cái. Hừ, ta thấy ngươi đang nói nhảm thì có. Cái gì là khe nứt không gian, cái gì là linh hồn nơi khác, cái gì là pháp trận, tất cả đều do ngươi tự biên tự diễn. Kim Ti tỷ tỷ rất tức giận trước thái độ phớt lờ của Hạ Thiên. Lập tức phản đối tất cả phỏng đoán của hắn, ngươi chỉ muốn tán gái, muốn giả bộ, cho nên ngươi mới nói hưu nói vượn ở đây. Lúc này, một cánh cửa mở ra, bốn bóng người chậm rãi bước ra. Trong đó có một lão đầu tử râu quai nón cười nói, không, hắn không có nói hưu nói vượn đâu. Ngược lại, hắn nói đều là thật. Ngươi là tên ngốc xuất hiện từ chỗ nào thế? Kim Ti tỷ tỷ lập tức học theo cách nói của Hạ Thiên, khó chịu trừng mắt nhìn bốn người xa lạ. Lão giả râu quai nón cười ha hả, ngạo nghễ nói, bởi vì pháp trận đó là do ta dựng. Linh hồn của ngươi là do ta ngẫu nhiên chộp được từ trong hư không hỗn độn. Ban đầu, ta tưởng ngươi chết rồi, nghĩ không ra ngươi vẫn còn sống. Sao, ngươi là lão đầu xấu mà ta thường xuyên mơ thấy. Kim Ti tỷ tỷ nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, lập tức ẩn núp sau lưng Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Lão giả râu quai nón cười khẽ cũng không phải nằm mơ đâu. Ta vốn đang làm thí nghiệm, ngoại trừ ngươi còn có rất nhiều linh hồn bị bắt đến. Nhưng bọn họ đều đã được xử lý xong, chỉ còn một con cá lọt lưới là ngươi. Hôm nay vừa lúc ta xử lý luôn. Làm thí nghiệm, Ninh Nhụy Nhụy cau mày, lên tiếng hỏi, các ngươi đang làm thí nghiệm gì thế? Mục đích của thí nghiệm đó là gì? Cô nương, nếu các ngươi muốn biết, chỉ cần gia nhập với chúng ta là được. Lão giả râu quai nón lên tiếng mời chào Hạ Thiên.
Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói, gia nhập các ngươi thì thôi đi. Đám ngu ngốc các ngươi hoàn toàn không xứng. Tuổi trẻ nóng tính, khó tránh khỏi tự cho mình quá cao. Ta hiểu, lão giả râu quai nón cũng không tức giận, cười khẽ tuy nhiên, nếu ngươi từ chối lời đề nghị của ta, các ngươi chính là địch nhân, nhất định sẽ phải chết. Vân Hải, Kỳ Tùng, Quái Thạch, bắt lấy bọn họ cho ta. Ba bóng người nhanh chóng tách ra, chiếm một phương, phong kín đường lui của đám người Hạ Thiên. Hoàng Sơn Tam Tuyệt, Nhiếp Tiểu Lý nghe lão giả râu quai nón ra lệnh, không khỏi giật mình. Nàng nhìn thấy ba người này có chút quen thuộc, không khỏi hỏi, chẳng lẽ các ngươi là... Ba người kia đều mặc áo bào, nhìn không thấy rõ gương mặt, cũng không thấy thần sắc ba động gì cả. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một cảnh tượng hùng vĩ của núi, sông, tùng xuất hiện trong đầu đám người Hạ Thiên. Tất cả đều mắt mở thần mê, trong khoảnh khắc không biết mình đang ở đâu. Tình huống này là gì vậy? Hoảng hốt, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện nàng đang ở trên đỉnh Hoàng Sơn. Điều kỳ lạ là, bên cạnh nàng không có ai khác. Hạ Thiên, Nhiếp Tiểu Lý và Khỉ Tóc Vàng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có một người mặc áo bào kín, góc áo có thêu hoa văn hình đám mây, không nói một lời đứng giữa không trung. Đây là huyễn thuật, Ninh Nhụy Nhụy nhìn chung quanh, cảm thấy tình huống này không giả. Bởi vì nàng thậm chí nhìn thấy mây mù bên dưới cùng với biểu hiện trên mặt của các du khách. Nếu như nói không phải huyễn thuật thì không cách nào thuyết phục được. Vừa rồi nàng còn đang ở trong lòng đất Hoàng Sơn, chỉ trong chớp mắt đã đến giữa không trung, làm sao mà có khả năng. Cô nương này, chúng ta ngày xưa không thù không oán, hiện tại cũng không oán không thù, chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi lòng đất, rời khỏi Hoàng Sơn, ta có thể thả ngươi đi. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây lạnh nhạt nói. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nhìn người này, cười hỏi, đã đến đây rồi, nếu là ngươi, ngươi lựa chọn rời đi sao? Đúng, nam nhân mặc áo thêu hình đám mây gật đầu, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Xuống thêm chút nữa, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, thành thật trả lời, thật ngại quá, không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, cục diện chắc chắn sẽ phải chết ta trải qua rất nhiều lần, và cho đến nay ta vẫn còn sống. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây than nhẹ một tiếng, trong giọng nói có chút tiếc hận, hiển nhiên hắn ta không muốn tạo ra sát nghiệt. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi có danh xưng Hoàng Sơn Tam Tuyệt, các ngươi hẳn là người Hoàng Sơn. Ninh Nhụy Nhụy hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đám người kia rõ ràng đang làm chuyện tổn hại linh mạch dưới chân núi. Di hại vô tận, bất luận sông núi, cảnh trí hay người thú cầm đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các ngươi chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn hỗ trợ, thật khiến người ta nghĩ không ra. Giọng nói nam nhân mặc áo thêu hình đám mây bỗng nhiên lạnh lại, ta không cần phải giải thích điều này với người ngoài như ngươi. Ngươi đương nhiên không cần giải thích với người ngoài, nhưng chỉ sợ ngươi không cách nào giải thích với chính mình. Ninh Nhụy Nhụy cũng chẳng cảm thấy hứng thú đối với tao ngộ của bọn họ. Chỉ thuận miệng thăm dò mà thôi. Nhiều lời vô ích, so tài xem thực hư thôi. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây hất áo bào, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, song trưởng như ảnh chộp về phía ngực nàng. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, không thể không lui lại mấy bước, tránh đi mấy trưởng này. Nhưng không nghĩ đến nam nhân mặc áo thêu hình đám mây lại như ảnh tùy hình, trực tiếp theo sau. Phiếu miểu bộ là thân pháp thông dụng của phiếu miểu tiên môn. Giới hạn trên cực cao và giới hạn dưới cũng cực thấp, đệ tử bình thường có thể sử dụng, ngay cả tu tiên giả cao giai như Nguyệt Thanh Nhã, Vấn Thiên Quân cũng có thể dùng. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy chỉ mới học nhưng ứng phó cao thủ trên trái đất cũng đủ dùng. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây luôn cùng tiến, cách Ninh Nhụy Nhụy cũng chỉ một hai bước, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Luận thân pháp, ngươi không sánh bằng ta. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây kia ngạo nghễ nói, ta học chính là vạn lý ngưng vân công, bên trong ý cảnh biển mây này, không ai có thể nhanh bằng ta, cũng không có ai thắng được ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, chờ ngươi nhanh hơn ta thì hãy nói khoác. Ban đầu, ta niệm tình ngươi là nữ, cho nên mới nhường ngươi ba phần. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây nói một câu, rất nhanh mất kiên nhẫn, nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, hắn ta bỗng dưng ngừng lại, song trưởng vẽ một vòng tròn trước ngực, vận khởi khí kinh hét lớn một tiếng, mãn thiên vân bất động.
Ninh Nhụy Nhụy ngưng thần nín hơi, nhấc lên 12 phần cảnh giác. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một luồng khí kình vô hình khuếch tán khắp thiên địa, biển mây ngưng tụ, gió cũng bất động. Thế giới này dường như bị đóng băng, ngay cả thời gian cũng không lưu chuyển nữa. Sao? Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện tay chân của mình không thể động đậy, bắt đầu hư hóa, giống như một đám mây mù. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi Hoàng Sơn, bây giờ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cơ thể nam nhân mặc áo thêu hình đám mây như mây mù tiêu tán, rồi lại ngưng thực trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, khoát tay ngưng kết ra một thanh trường kiếm màu trắng, nếu không, ta lập tức chấm dứt tính mạng của ngươi. Cô nương, không cần thiết phải phạm sai lầm. Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt, thậm chí còn mỉm cười, ngươi không cảm thấy ngươi không để ý đến điều gì sao? Cô nương, mấy lời nói lừa dối cấp thấp này hoàn toàn vô dụng đối với ta, nam nhân mặc áo thêu hình đám mây còn chưa nói xong. Một thanh trường kiếm màu trắng xuyên qua ngực của hắn ta. Hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng nói lãnh đạm, vô dụng thôi, đừng uổng phí sức lực nữa. Thật sao? Ninh Nhụy Nhụy cười khẽ, lập tức đưa tay bắt lấy mũi kiếm của nam nhân mặc áo thêu hình đám mây, thản nhiên nói, thật ra, ta cũng có mây, còn cao cấp hơn của ngươi. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây còn đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên có 7-8 kiếm ảnh chém tới. Chém hắn ta thành mảnh vỡ. 7-8 kiếm ảnh ngưng tụ thành một kiếm hoàn, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay của Ninh Nhụy Nhụy. Lưu Vân Thiết Nhận còn lợi hại hơn mấy đám mây giả của ngươi nhiều. Ninh Nhụy Nhụy nắm chặt kiếm hoàn, lạnh nhạt nói. Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây lui lại mười mấy mét, một lần nữa ngưng thực cơ thể, nhưng ngực đã dịn máu, hiển nhiên một kiếm vừa rồi của Ninh Nhụy Nhụy đã tổn thương bản thể của hắn ta. Ngươi từ đâu đến? Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây vừa giận vừa sợ, giọng nói không còn ung dung như trước nữa. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên đáp, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Nể tình ngươi vừa nãy còn biết lịch sự, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nam nhân mặc áo thêu hình đám mây hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ Ninh Nhụy Nhụy, chỉ một kiện pháp khí mà muốn phá ý cảnh của ta, cứ tưởng nó đại phốc. Lời còn chưa nói hết, cổ họng của hắn ta đột nhiên ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu, phun ướt cả mặt nạ. Tại sao lại như vậy? Giọng nói của hắn ta trở nên kinh hoàng, cơ thể của ta tại sao lại như vậy? Rất nhanh, cơ thể của hắn ta không nhịn được run lên, máu tươi không ngừng tuôn ra, áo bào màu trắng dần dần bị nhuộm đỏ, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã ầm xuống đất. Ý cảnh biển mây tràn ngập cũng tiêu tán. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hoa mắt, tiếp theo nàng đã quay lại lòng đất Hoàng Sơn. Nhưng vẫn không thấy những người khác, nàng đoán bọn họ cũng bị cuốn vào ý cảnh tương tự. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là Nhiếp Tiểu Lý. Ninh Nhụy Nhụy không biết Hạ Thiên đã khai khiếu cho Nhiếp Tiểu Lý, chỉ cho rằng nàng là người bình thường. Nếu đơn độc đối mặt địch nhân, đoán chừng sẽ có chút nguy hiểm. Trong lúc nàng đang do dự, bỗng nhiên cánh cửa đằng xa sáng lên một vòng ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng này, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vô thức đuổi theo luồng ánh sáng kia. Chấm. Nhiếp Tiểu Lý quả thật đã bị mang vào bên trong ý cảnh. Nơi này là một rừng cây, nhưng sinh trưởng bên trong đều là cây tùng có hình thù kỳ quái. Có cây cao vút trong mây, thẳng tắp, giống như kiếm khách cao ngạo đưa tay chỉ thiên. Có cây rắc rối khó gỡ. Trăm khúc ngàn quấn giống như vũ cơ mỹ mạo đang lượn vòng. Có cây khom người đón khách, có cây quay đầu nhìn quanh. Có cây như mãnh hổ hạ sơn, có cây giống như thương long lăng vân. Nhìn một hồi, Nhiếp Tiểu Lý ngạc nhiên phát hiện, những cây tùng này đều là loại quý hiếm trên Hoàng Sơn, chỉ là không biết vì sao lại đồng loạt xuất hiện ở đây. Nhiếp Tiểu Lý, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong lúc Nhiếp Tiểu Lý đang mờ mịt, một âm thanh uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn lại, phát hiện trên đỉnh một gốc cây tùng đang có một người đứng thẳng, chính là một trong tam tuyệt mặc áo bào trước đó. Ta đang hỏi ngươi đấy, vì sao ngươi lại không trả lời? Người kia tung người nhảy xuống trước mặt Nhiếp Tiểu Lý. Lúc này Nhiếp Tiểu Lý mới nhìn rõ trên mặt nạ người này thêu một nhánh cây tùng xanh, không khỏi hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết tên của ta? Ta đương nhiên biết tên của ngươi,
là Nhiếp Vân Thiên nói cho ta biết. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng nói, ta cũng họ Nhiếp, luận bối phận, Nhiếp Vân Thiên phải gọi ta một tiếng thúc tổ. Nhiếp Tiểu Lý trong nháy mắt im lặng, bốn phận xác thực cao đến dọa người, nếu ngươi cũng họ Nhiếp, vì sao ngươi còn giúp người ngoài gây họa cho Linh Mạch và Nhiếp gia? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, tiểu bối ngươi thì biết cái gì, đây không phải là chuyện mà ngươi có thể lẫn vào. Bây giờ chỉ cần ngươi quay người rời đi, đáp ứng từ đây không nhắc lại chuyện nơi này với bất cứ kẻ nào, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nếu chỉ cầu bình an, ta đã không đến nơi này. Nhiếp Tiểu Lý vốn không phải người cam nguyện cuộc sống bình an. Nghe xong, nàng lập tức phản bác, đã đến nơi này, ta nhất định phải tìm ra chân tướng. Chân tướng gì? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng không khỏi cười nhạo, ngươi cũng xứng sao? Chẳng lẽ nam nhân Nhiếp gia chết hết rồi sao? Nhiếp Vân Thiên cũng không biết dạy ra con cháu như thế nào lại xuất hiện nghiệt chướng giống như ngươi. Nhiếp Tiểu Lý ghét nhất chính là loại thái độ cao cao tại thượng như thế này. Nàng lạnh giọng nói, ngươi nên hỏi các ngươi đấy, tại sao các ngươi lại làm ra chuyện di hại hậu nhân như thế? Làm càn, nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng giận dữ. Chỉ tay vào Nhiếp Tiểu Lý, tiểu tiện nhân một chút bốn phận tôn ti cũng không biết, khó trách Nhiếp Vân Thiên nói ngươi chết cũng không đáng tiếc. Quả là thế. Nhiếp Tiểu Lý đáp lại một câu, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng các ngươi cũng phải chết theo. Minh ngoan bất linh, vậy ngươi đừng trách ta không niệm tình gia tộc. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng hừ lạnh một tiếng, tay trái chộp vào hư không một cái, một quái kiếm giống như nhánh tùng xuất hiện trong lòng bàn tay, giết ngươi. Cũng coi như thay Nhiếp gia thanh lý môn hộ, tránh cho loại cẩu vật ăn cây táo rào cây sung như ngươi xuất hiện. Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói, các ngươi mới là cẩu vật, miệng thì lúc nào cũng nói vì vinh dự gia tộc, nhưng lại bí mật lo cho tư lợi bản thân. Vì cái gọi là trường sinh bất lão, gia tộc, linh mạch và nhân mạng trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể hy sinh, so với chó cũng không bằng. Xem ra chuyện mà ngươi biết cũng không ít, ta lại càng không thể để ngươi sống thêm được nữa. Sát khí nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng lẫm liệt, quái kiếm trong tay đâm tới Nhiếp Tiểu Lý. Ban đầu, Nhiếp Tiểu Lý còn có chút bối rối, nhưng sau khi cơ thể tránh được công kích, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này, nàng mới nhớ ra mình đã khai khiếu, cũng không phải người bình thường, không phải không có sức hoàn thủ. Đã như vậy, nàng còn sợ cái gì nữa? Đúng lúc này, nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng cầm quái kiếm đâm tới trước mắt Nhiếp Tiểu Lý. Mũi kiếm trong mắt nàng càng lúc càng lớn. Sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt. Đi chết đi. Một mảnh u ám, bốn phía trống rỗng. Ngoại trừ một già một trẻ thì không còn vật nào khác. Lão đầu nhi, ngươi dũng cảm lắm đấy. Hạ Thiên lười biếng nhìn lão đầu dâu quai nón, có chút khó chịu nói, sử dụng mấy thủ đoạn lòe lòe trước mặt ta, ngươi đúng là muốn ăn đòn. Ha ha, tuy nói tuổi trẻ nóng tính nhưng ngươi lại không biết thu liễm là gì. Lão giả dâu quai nón cười khẽ, hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói, Xích Nguyệt ma tộc ta và ngươi không thù không oán, đầu tiên ngươi làm hỏng đại sự của tộc ta, lại giết chết trưởng lão Long Hành Vũ. Bây giờ ngươi lại tự tiện xông vào cấm địa tộc ta, lại còn dám hỏi tội ta. Ngươi đúng là cuồng đến mức quên hình. Ta chẳng hứng thú biết ngươi là ma tộc hay là yêu tộc. Hạ Thiên nhếch miệng, tóm lại, ngươi lập tức rút lại đống huyễn cảnh không có tác dụng này đi. Sau đó mang người của các ngươi xéo đi. Về sau nơi này sẽ do vợ Tiếp Viên Hàng không quản lý. Nếu không, ta sẽ đưa các ngươi về Tây Thiên. Lão Hủ rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi có được sự tự tin đó từ đâu? Lão giả dâu quai nón hơi cau mày, ánh mắt tràn ngập ý khinh thường, thế giới này linh khí mỏng manh hỗn tạp, mặc dù cũng có tu tiên giả nhưng cảnh giới thật sự quá thấp. Ngươi nhìn qua cũng chỉ kim đan cảnh, ngươi cuồng cái gì chứ? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi có thể đừng nói nhảm nữa được không? Nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ đánh ngươi đấy. Sâu kiến chưa thấy qua chân tiên, quả nhiên không thể luận đạo cùng. Lão giả dâu quai nón có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại lửa giận trong lòng. Ông ta đề nghị, niệm tình ngươi tu tiên không dễ, chỉ bằng ngươi gia nhập Xích Nguyệt ma tộc chúng ta, ta có thể hứa cho ngươi một chức hộ pháp, cũng có thể đảm bảo trong vòng 30 năm ngươi sẽ tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Như thế nào? Hạ Thiên nghe xong điều kiện, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lão đầu nhi, có phải ngươi cảm thấy điều kiện của mình không tệ?
đối với ngươi mà nói, không phải không tệ mà là tạo hóa thiên đại. Lão giả râu quai nón khẳng định, không có tạo hóa tương trợ, thành tựu cao nhất đời này của ngươi cũng chỉ là kim đan mà thôi. Cái thứ đồ chơi kim đan này, ta tùy tiện đâm mấy châm là có thể tạo ra mấy người. Hạ Thiên cực kỳ khinh thường, ngay cả độ kiếp kỳ, ta cũng đã tạo ra được mấy người. Lão giả râu quai nón khịt mũi coi thường Hạ Thiên, dõng dạc, ngươi tưởng mình là chân tiên thiên đạo sao? Không cần cái gì chân tiên, chờ ta khôi phục tu vi, ta có thể nâng tất cả nữ nhân của ta lên độ kiếp kỳ. Hạ Thiên không kiên nhẫn nữa, lúc này, đám ngớ ngẩn các ngươi có thể dùng cho các nàng luyện tay một chút. Ban đầu, lão hủ muốn dìu dắt ngươi, đáng tiếc, ngươi lại không biết tốt xấu. Lão giả râu quai nón cười lạnh một tiếng, gương mặt giận dữ, quát mắng, nếu như vậy, ta cũng chẳng có gì để nói. Dựa theo quy củ, người nào tự tiện xông vào cấm địa, người đó sẽ chết. Lão giả râu quai nón bỗng dưng khoát tay, chỉ thấy vô số xúc tu màu đen từ đằng sau ông ta bắn tới. Tất cả bao phủ Hạ Thiên lại. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Hạ Thiên đã bị bắn xuyên thành cái nia, cơ thể như tổ ong, thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhanh, đám xúc tu đâm xuyên cơ thể Hạ Thiên dần dần nuốt chửng cơ thể của hắn, chậm rãi biến thành một quả cầu màu đen, bên trong linh quang lấp lánh. Cơ thể này của ngươi vẫn còn mạnh mẽ, có thể giữ lại, sau đó dẫn độ hồn phách của một tộc nhân vào. Lão giả râu quai nón thỏa mãn gật đầu, nếu thành công, tôn chủ lại có thêm một sự giúp đỡ lớn. Không đợi ông ta vui vẻ được bao lâu, ông ta đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, lập tức quay đầu nhìn sau lưng, sau đó mở to mắt. Quả nhiên, Hạ Thiên đang mỉa mai ông ta, ảo tưởng của ngươi rất đẹp, lại còn đánh chủ ý vào cơ thể của ta nữa. Tại sao ngươi lại không có việc gì? Lão giả râu quai nón lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi, không đúng, hẳn là vừa rồi ta sơ sót mới khiến cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên nhếch miệng, phế vật thì vẫn mãi là phế vật, đừng kiếm cớ cho mình nữa. Ta đứng yên một chỗ mà ngươi còn không bắt được ta, ở đó mà nổ cho to. Làm càn, lão giả râu quai nón nghe xong, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên. Tức đến mức mắng to, bây giờ lão hủ sẽ rút hồn phách của ngươi, để ngươi biết thế nào là lợi hại. Ta không rảnh chơi với ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với lão giả râu quai nón một câu, ngươi lui về sau hai bước đi. Lão giả râu quai nón sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi lui về sau hai bước, ngươi điếc à? Hạ Thiên có chút khó chịu, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Chui vào mi tâm của lão giả râu quai nón, được rồi, đứng yên đừng nhúc nhích. Không thể nào, lão giả râu quai nón kinh hãi phát hiện ông ta không động đậy được nữa. Điều này quá sức tưởng tượng, cơ thể của ông ta là cơ thể ma ảnh, làm sao có thể bị trói lại như thế, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Hạ Thiên cười nói, ngươi ở lại thêm một chút là biết thôi. Lẽ nào lại như vậy? Lão giả râu quai nón cảm thấy bị sỉ nhục. Càng không ngừng giãy giụa ý đồ thoát khỏi cảm giác bị trói buộc. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Đúng vào lúc này, trước mặt ông ta xuất hiện một khe hở, giống như có thứ gì đó từ không gian khác xông vào. Cái gì? Lão giả râu quai nón giật mình. Chẳng lẽ huyễn cảnh sụp đổ? Không thể nào, huyễn kính mà ông ta chế tạo chính là pháp bảo được sinh ra từ lòng đất. Trừ phi pháp bảo nát, tuyệt đối không có ai có thể phá giải. Một giây sau, chỉ thấy một quái kiếm giống như nhánh tùng từ khe hở đâm ra. Đây là, không được. Lão giả râu quai nón nhìn thấy đồ vật đâm tới, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ không thôi, giãy giụa lại càng kịch liệt hơn. Đáng tiếc vẫn không có tác dụng như cũ. Phốc, quái kiếm đâm thẳng vào tim của lão giả râu quai nón. Tiếp theo, cái khe khuếch tán, sau đó dung hợp với không gian u ám. Vô số thương tùng quái thụ mọc lên như nấm. Mọc đầy không gian u ám. A, à, Hạ Thiên, Nhiếp Tiểu Lý đang né tránh quái kiếm, bỗng dưng cảm thấy bên hông siết chặt. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sau đó mừng rỡ không thôi. Vợ tiếp viên hàng không, nàng không sao chứ? Hạ Thiên cười hỏi. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, ta không sao. Nói xong, nàng lập tức nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái. Chỉ thấy nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng cầm quái kiếm đâm xuyên qua ngực lão giả râu quai nón. Gương mặt hai người đều hiện lên sự khiếp sợ,
nhưng vẫn có sự khác biệt nho nhỏ. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng vừa chấn kinh vừa cuồng hỉ. Lão giả râu quai nón vừa khiếp sợ vừa tức giận. Chuyện gì xảy ra với bọn họ thế? Nhiếp Tiểu Lý không hiểu hỏi. Hạ Thiên mỉm cười, không có gì đâu, không cần để ý đến. Cầu lão, vì sao? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng rất nhanh lấy lại tinh thần, làm ra vẻ giật mình, người thay người khác cản kiếm của ta. Lão giả râu quai nón phun ra một ngụm máu tươi, vận dụng một luồng khí kình, cả người khôi phục năng lực hành động, một chưởng đánh bay nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng ra ngoài. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng không kịp chuẩn bị, bay rớt ra ngoài, co quắp nằm trên mặt đất, hiển nhiên là bị chấn đoạn tâm mạch, miệng rỉ máu. Cầu lão, vì sao ngươi? Hạ Thiên nhẹ giọng giải thích với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nàng nhìn đi, bọn họ bắt đầu chó cắn chó rồi kìa. Tốt, 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 lão giả râu quai nón lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, xem ra lão hủ đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Tiếp theo mới là lúc xem hư thực. Lão Bạch Si, đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi không có tiếp theo nữa đâu. Hạ Thiên ung dung nói, đầu ngón tay lại sáng lên một cây ngân châm, một lần nữa bắn ra. Hừ, lão giả râu quai nón hừ một tiếng, lập tức phung tay áo đánh rơi ngân châm, ngươi tưởng lão hủ là kẻ ngu ngốc sao? Trải qua một lần, ngươi tưởng sẽ có lần thứ hai, hả? Hạ Thiên giống như quỷ mị, không chút dấu hiệu xuất hiện sau lưng lão giả râu quai nón, cười nói, ngươi chính là kẻ ngu ngốc, có bao nhiêu lần nữa ngươi cũng sẽ bị mắc lừa thôi. Lão giả râu quai nón kinh hãi không thôi, cơ thể hóa thành hắc vụ, muốn mượn cơ hội chạy trốn. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi trốn được sao? Chỉ là không đợi Hạ Thiên ra tay, nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng vận chút sức lực cuối cùng thả người bay lên, bay về phía hư không nào đó, trong nháy mắt khiến cho lão giả râu quai nón lộ ra thân hình. Chết đi cho ta, lão giả râu quai nón vừa sợ vừa giận, đưa tay đánh ra một chưởng đánh vào đầu nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng. Muốn chết thì cùng chết. Đừng nghĩ rằng một mình ngươi có thể thoát khỏi. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng ương ngạnh, cắn răng căm hận nói, làm chó cho các ngươi hơn 100 năm, các ngươi lại vứt bỏ ta như giày rách, vậy thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Nói xong, hắn ta quay lại quát với Hạ Thiên, nào, ngươi mau ra tay đi. Hạ Thiên khó chịu nói, tại sao ta lại phải nghe ngươi? Không phải ngươi muốn giết ông ta sao? Bây giờ ta ôm ông ta, vì sao ngươi lại không giết? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng không hiểu quát hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta muốn giết ông ta lúc nào cũng được, không cần ngươi hỗ trợ. Đầu óc ngươi có bệnh không? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng cảm thấy không thể nói lý, ông ta là đại trưởng lão ma tộc, không dễ chết đâu. Bây giờ là cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, ngươi muốn giết ông ta tuyệt đối không thể nào. Hạ Thiên cũng không phản ứng đến hắn ta, quay sang Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không. Nàng đoán xem, vì sao hắn ta lại gấp gấp muốn ta giết cái lão Bạch Si kia thế? Là muốn dùng tay của ngươi để báo thù riêng? Nhiếp Tiểu Lý suy đoán. Hạ Thiên lắc đầu, không phải. Hắn ta cũng là người họ Nhiếp, có thể lúc sắp chết tỉnh ngộ ra, muốn lập công chuộc tội. Nhiếp Tiểu Lý nói thêm. Hạ Thiên vẫn lắc đầu, vợ tiếp viên hàng không, nàng đừng dự đoán theo hướng tốt, mà phải đoán theo hướng xấu. Tên ngu ngốc này cũng không phải muốn làm chuyện tốt. Trước giết chết lão tặc này đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng đã sắp không chịu nổi, nói thế nào ta cũng họ Nhiếp, trước kia ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới khuất phục bọn họ. Bây giờ đã có cơ hội giết bọn họ, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Ngươi mau ra tay đi. Quả nhiên ngươi đã sớm có lòng phản nghịch, lão giả râu quai nón cũng gấp lên. Vừa đả kích nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng vừa chửi ầm lên, sớm biết như thế, 40 năm trước ta nên diệt trừ ngũ tuyệt các ngươi, thành lập ngũ tuyệt mới. Nhiếp Tiểu Lý nhìn tình huống trước mắt, cảm thấy áp bách, liền nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, nếu không, ngươi diệt trừ lão xấu xa đó trước đi. Vợ tiếp viên hàng không, bây giờ nàng đã hiểu ra chưa? Hạ Thiên cười hỏi, hiểu cái gì? Nhiếp Tiểu Lý vẫn không hiểu. Nàng vẫn không rõ. Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu. Vợ tiếp viên hàng không, nàng còn chưa hiểu sao. Hạ Thiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nói, không sao, mấy chuyện này chỉ cần cẩn thận suy nghĩ lại một chút sẽ hiểu thôi.
Ngươi cứ việc nói thẳng, Nhiếp Tiểu Lý không muốn lăn tăn chuyện này quá nhiều. Thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên mỉm cười, bắt đầu giải thích với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, suy nghĩ của nàng đối với hai người này ngay từ đầu là gì. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút rồi đáp, hai người bọn họ làm hại Hoàng Sơn gần trăm năm, đương nhiên chết chưa hết tội. Vậy thì đúng rồi, Hạ Thiên chớp mắt, vừa rồi thì sao? Vừa rồi, có cái gì không đúng, hả? Nhiếp Tiểu Lý sững sờ, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bất chi bất giác, nàng đã bị dẫn lệch khỏi tiết tấu. Vốn hai người này chết chưa hết tội, nàng cũng không muốn buông tha cho bọn họ. Vừa rồi, nàng bị hành động giống như hy sinh của nam nhân mặc áo bào thêu nhánh tùng kích thích, vô thức muốn dựa theo lời nói của hắn ta mà làm. Nếu lão giả râu quai nón cường đại đến mức nhất định, nàng và Hạ Thiên đều không có biện pháp, như vậy hành vi của nam nhân mặc áo bào thêu nhánh tùng miễn cưỡng cũng được xem là lấy công chuộc tội. Nhưng cục diện bây giờ không phải vậy. Hạ Thiên hoàn toàn nắm trong tay cục diện, sinh tử của hai người này chỉ nằm trong một ý niệm của hắn mà thôi. Logic đằng sau hành vi lần này của nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng rất đáng suy nghĩ. Hai người kia, ta có thể giết bất cứ lúc nào, cho nên không cần bất cứ người nào trợ giúp. Hạ Thiên sợ Nhiếp Tiểu Lý còn chưa suy nghĩ rõ ràng, liền chỉ vào nam nhân mặc áo bào thêu nhánh tùng, nếu nàng dựa theo lời hắn ta mà làm, nàng sẽ phải nhận ân tình của hắn ta. Với tính cách hiền lành của nàng, nàng còn có thể ra tay giết hắn ta sao? Nhiếp Tiểu Lý đặt mình vào hoàn cảnh lúc đó, liền lắc đầu. Nếu nam nhân mặc áo bào thêu nhánh tùng thật lòng kéo lại lão giả râu quai nón, giúp nàng có cơ hội giết chết đối phương, nàng không thể nào không nhìn phần nhân tình này. Ân tình, thứ này không liên quan đến lớn hay nhỏ. Chỉ cần ngươi nhận ân tình, vậy thì ngươi đã rơi vào bẫy. Đương nhiên, bản thân vô tình vô nghĩa, không thèm quan tâm, nó lại là chuyện khác. Vợ tiếp viên hàng không, nếu nàng cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội, vậy thì một người cũng không tha thứ. Hạ Thiên nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Tiểu Lý, nghiêm túc nói, mấy thứ ngu ngốc này sẽ không thay đổi đâu. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng cứ kiên trì suy nghĩ ban đầu của mình. Mặc dù Nhiếp Tiểu Lý không thể nào đồng ý với lý luận của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng hiểu hắn muốn nói cái gì. Đơn giản chỉ là muốn khuyên nàng đừng dao động, càng không nhân từ với địch nhân. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Nam nhân mặc áo thêu nhánh tùng gấp lên, quát lớn với Hạ Thiên, ta liều chết ngăn ông ta lại, ngươi không lĩnh tỉnh cũng không sao, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bỗng dưng phi thân lên, đạp bay lão giả râu quai nón, bao gồm luôn nam nhân mặc áo bào thêu nhánh tùng ra ngoài. Hai người giống như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào vách tường động phủ, dính chặt như bức tranh, gỡ cũng không gỡ ra được. Phốc! Nam nhân mặc áo thêu nhánh tung phun máu, trực tiếp ngất đi. Lão giả râu quai nón chống đỡ sóng lực đao, mặc dù hơi choáng váng, nhưng ông ta vẫn ổn định tinh thần như cũ. Ông ta nói với Hạ Thiên, tiểu tử, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi, nhưng giết lão hủ, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Chỉ bằng chúng ta giao dịch với nhau, như thế nào? Tại sao mấy tên ngu ngốc sắp bị ta xử lý đều muốn làm giao dịch với ta nhỉ? Hạ Thiên bật cười, biểu hiện khinh thường, tuy nhiên, ta không cảm thấy hứng thú làm giao dịch với những người sắp chết. Lão giả râu quai nón thẹn quá hóa giận, lại sợ chết, đành phải cố nén hỏa khí trong lòng, cầu khẩn, lão hủ nói thế nào cũng đã sống mấy trăm năm, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể nói bí phương trường sinh bất lão cho các ngươi biết. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trường sinh bất lão sao? Đúng là ngu ngốc bên trong những kẻ ngu ngốc. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, mấy chuyện trường sinh bất lão đối với ta mà nói chỉ là trò trẻ con, không cần ngươi nói cho ta biết. Vậy các ngươi có biết tôn chủ dưới đáy là ai không? Lão giả râu quai nón thấy chiêu này không có tác dụng, lại nghĩ đến một chuyện khác, hắn ta là ma chủ một phương của Xích Nguyệt ma tộc. Đây chính là lục ma, a. À. Còn chưa nói hết. Đầu ông ta đột nhiên lớn hơn gấp 10. Tiếp theo, bộp một tiếng, cả người ông ta trong nháy mắt nổ tung, biến thành một chùm hắc vụ, tiêu tán vô tung. Ông ta đây là, Nhiếp Tiểu Lý giật mình, không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng,
chỉ vào cánh cửa đằng xa, có người không muốn lão Bạch Si này lộ ra chân tướng chứ sao? Ninh tỷ tỷ, còn Kim Ti tỷ tỷ đâu? Nhiếp Tiểu Lý nhìn chung quanh, không thấy Ninh Nhụy Nhụy và Khỉ Lông Vàng, không khỏi có chút lo lắng. Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên ôm eo Nhiếp Tiểu Lý, cười nói, tình huống nơi này, tiểu muội chân dài đủ sức ứng đối. Còn con khỉ cái kia, nàng không cần lo lắng. Nhiếp Tiểu Lý biết quan hệ giữa Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên. Nếu Ninh Nhụy Nhụy thật sự có nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên, bây giờ chúng ta xuống dưới xem một chút đi. Ta ngược lại muốn biết ma chủ kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào, hắn ta muốn làm gì. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên ôm lấy Nhiếp Tiểu Lý, nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt xuyên thẳng qua cánh cửa, thẳng xuống huyệt động dưới đáy giếng. Dưới đáy Hoàng Sơn, phóng mắt nhìn chung quanh, tất cả đều là vách đá và lỗ thủng, chính giữa là một vực sâu không thấy đáy, chỉ có ánh sáng màu xanh nhạt và hắc vụ nồng đậm. Ninh Nhụy Nhụy đứng trên một tảng đá, nàng phát hiện trên vách đá dựng đứng có một con đường mòn nhỏ hẹp, chỉ cho phép một người di chuyển. Xem ra tình huống nơi này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhãn lực của Ninh Nhụy Nhụy rất tốt, ánh mắt có thể xuyên qua hắc vụ nồng đậm nhìn thấy được linh mạch mỏng manh dưới đáy vực sâu. Cách đây không lâu, Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đã từng nhìn thấy linh mạch ở Trung Nam Sơn. Cho nên, nàng nhìn một chút là có thể nhận ra. Chỉ là linh mạch Hoàng Sơn mang đến cho nàng một ảo giác thoi thóp. Nàng đoán tình huống này có liên quan đến hắc vụ, 89 phần 10 là Xích Nguyệt ma tộc giở trò. Ninh Nhụy Nhụy vừa quan sát xung quanh vừa tiếp tục đi xuống dưới. Càng đi xuống, áp bách trong lòng lại càng nặng, giống như cả ngọn Hoàng Sơn sắp rơi xuống người nàng. Có gì đó là lạ, Ninh Nhụy Nhụy ngừng lại, thở hổn hển, không thể xuống thêm được nữa, chờ Hạ Thiên đến rồi tính tiếp. Khi Ninh Nhụy Nhụy còn là vận động viên, nàng thích nhất là vượt khó tiến lên, cũng thường xuyên khiêu chiến cực hạn, nhưng không có nghĩa nàng là một người lỗ mãng. Cô nương, đã đến rồi, sao không xuống gặp ta một lần? Lúc này, dưới đáy bỗng nhiên vang lên một âm thanh âm lãnh. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, là ai? Xuống dưới gặp không phải sẽ biết sao? Âm thanh kia lãnh đạm đáp lại. Ninh Nhụy Nhụy do dự một chút, cũng không tính xuống dưới. Người dưới đáy tiếp tục nói, không cần lo lắng. Nơi này cách linh mạch rất gần, người sẽ không có chuyện gì đâu. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Được. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi muốn chơi chiêu gì. Ninh Nhụy Nhụy xác thực cảm nhận được rõ ràng linh mạch dưới đáy, trong lòng thư giãn, tay nắm chặt Lưu Vân Thiết Nhận, thả người nhảy xuống. Ban đầu, nàng còn tưởng phải cách một khoảng cách tương đối, kết quả chưa đến 3 giây đã rơi xuống. Đại não Ninh Nhụy Nhụy sinh ra ngộ phán, khi rơi xuống đất thiếu chút nữa trẹo chân. Hắc vụ nồng đậm nhanh chóng tan hết, một nam nhân trẻ tuổi đầu đội lục quan. Người mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi đây là, Ninh Nhụy Nhụy nhìn người này, phát hiện hắn ta bị đính trên vách tường, hai tay bị những cây đinh sắt huyền thiết đóng vào, trên cổ còn buộc một sợi xích hắc vụ to lớn. Nam nhân trẻ tuổi hoàn toàn không tức giận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, hoan nghênh ngươi đến đây, chỉ là cơ thể ta không tiện, thứ cho ta tiếp đãi không chu đáo. Khách sáo rồi, Ninh Nhụy Nhụy do dự nhìn đối phương. Hỏi dò, xin hỏi ngươi là ai? Vì sao lại bị nhốt ở đây? Ngươi dùng từ không cần phải cẩn thận như thế, ta không để ý đâu. Nam nhân trẻ tuổi nói, chỉ là lâu rồi không thấy người đến, cho nên ta có chút kích động. Ninh Nhụy Nhụy nghe giọng điệu của hắn ta vô cảm như thế, không khỏi cảm thấy kỳ quái. À, ta quên tự giới thiệu. Nam nhân trẻ tuổi miễn cưỡng mỉm cười, vô cùng lịch sự nói, ta tên Hoàng Y. Bản thân là linh mạch Hoàng Sơn. 500 năm trước ta hóa hình thành công. Nếu ngươi không hiểu, có thể xem ta như Sơn Thần Hoàng Sơn. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên hiểu. Nàng đã từng nhìn thấy linh mạch hóa thành hình người ở Trung Nam Sơn. Hơn nữa nàng còn đặt tên cho đối phương là Hạ Sơn Linh. Ta đã từng nhìn thấy linh mạch hóa hình. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói. Ngươi đã từng nhìn thấy. Hoàng Y có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, vậy ngươi không phải người bình thường. Ngươi là tu tiên giả. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, đúng. Cũng đúng, không phải tu tiên giả, hoàn toàn không xuống được lòng đất này. Hoàng Y yên lặng một lát rồi nói, tuy nhiên, nơi này không nên ở lâu. Nếu ngươi vô tình xuống đây,
tốt nhất ngươi nên nhanh chóng rời đi. Đám người kia cũng không dễ trêu. Ta đến là vì những người đó. Ninh Nhụy Nhụy cũng không có ý định giấu giếm, nếu ngươi là Linh Mạch Hoàng Sơn, ngươi hẳn phải biết những người kia là ai. Tại sao ngươi lại biến thành như thế này? Ánh mắt màu xanh lục của Hoàng Y nổi lên ánh sáng cực kỳ nhạt, chẳng lẽ ngươi đến cứu ta? Không phải, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, ta không có bản lãnh này. Cũng bình thường thôi, Hoàng Y cũng không quá thất vọng, chỉ khuyên, nếu là như vậy, ngươi vẫn nên rời đi sớm một chút. Đằng sau ta có một thông đạo bí mật thẳng đến dưới đáy thác nước Phi Long, có thể né tránh những người kia tìm kiếm. Ninh Nhụy Nhụy đang định lên tiếng, nhưng còn chưa lên tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên, ta nói vì sao những kẻ xông vào năm đó lại trốn mất mấy tên, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Hoàng Y nghe xong, sắc mặt thay đổi, con ngươi màu xanh lục hiện lên sự sợ hãi khó tả. Ninh Nhụy Nhụy quay người nhìn nơi phát ra âm thanh. Đột nhiên nhìn thấy một nam nhân giống Hoàng Y như đúc, nhưng con ngươi lại màu đỏ, giống như một vòng tàn nguyệt. Nơi này không phải là nơi mà ngươi nên đến, cút đi. Nam nhân mắt đỏ chậm rãi bước ngang qua Ninh Nhụy Nhụy, sau đó ngừng lại, lãnh đạm nói. Có nên đến hay không không phải do ngươi quyết, Ninh Nhụy Nhụy đáp lại một câu. Nam nhân mắt đỏ quay lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bổn tôn chủ. Hậu quả ngươi không thể thừa nhận được đâu. Ninh Nhụy Nhụy cũng không bị dọa, không chút khách sáo đáp lại, người hay nói mấy lời này, hoặc ngoài mạnh trong yếu hoặc cuồng vọng vô tri, ngươi thuộc loại nào? Ha ha ha, ngươi nói quá đúng, thật sự thống khoái. Hoàng Y nghe Ninh Nhụy Nhụy nói xong, không khỏi phá lên cười, châm chọc nam nhân mắt đỏ, Xích Nguyệt, ngươi thật sự coi mình là chủ thiên hạ sao? Ngươi ngay cả chủ Hoàng Sơn cũng không phải. Ngươi cầm miệng lại đi. Nam nhân mắt đỏ khoát tay, một lá bùa màu đen từ trong lòng bàn tay bay ra, bịt miệng Hoàng Y lại. Hoàng Y đành phải mở to mắt, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân mắt đỏ. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn ta có thể đã chém đối phương thành muôn mảnh. Kẻ xông vào cũng không chỉ có một mình ngươi, còn những người khác đâu. Nam nhân mắt đỏ quay người, lạnh lùng hỏi Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Lão đầu dâu quay nón, còn có Hoàng Sơn Tam Tuyệt hẳn là do ngươi phái ra. Nam nhân mắt đỏ gật đầu, nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc, không sai, nếu ngươi gặp phải bọn họ, bây giờ ngươi chết rồi mới đúng. Khiến cho ngươi thất vọng rồi. Ninh Nhụy Nhụy khẽ cười một tiếng, người có danh hiệu Vân Hải đã chết rồi. Ồ! Mặc dù nam nhân mắt đỏ có chút ngoài ý muốn nhưng gương mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, người cũng có chút thực lực đấy, nhưng không sao. Dù sao cũng sắp đại cáo công thành, có bọn họ hay không cũng không quan trọng. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, người muốn làm gì? Người muốn biết, vậy thì đi theo ta đi. Nam nhân mắt đỏ cười nhạt một tiếng, cau mày nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tuy nhiên, người có can đảm này sao? Đã đến niên đại gì rồi mà còn dùng phép khích tướng cũ dích? Ninh Nhụy Nhụy có chút khinh thường nói. Sắc mặt nam nhân mắt đỏ hơi trầm xuống, bày ra tư thái tịch mịch của một cao thủ, đây không phải phép khích tướng mà là bổn tôn chủ muốn tìm người trò chuyện. Mấy trăm năm qua, tất cả mọi người đều sợ ta, kính tả, nhạo báng ta, hủy ta, nhưng không có ai hiểu ta. Tiếp theo, đột nhiên giọng nói của hắn ta bình thản lại, đưa tay chỉ Ninh Nhụy Nhụy, vừa lúc đại sự đã định, hôm nay bổn tôn chủ rất cao hứng. Sẽ ban thưởng cho ngươi một lần tạo hóa, để ngươi được tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại bổn tôn chủ tấn thăng thành chân tiên. Chân tiên, Ninh Nhụy Nhụy cau mày. Mặc dù nàng không rõ ràng chuyện tu tiên, nhưng cũng biết cảnh giới này còn cao hơn so với độ kiếp kỳ rất nhiều. Nhưng nam nhân mắt đỏ trước mắt nhìn không giống cường giả độ kiếp kỳ, tại sao hắn ta lại dám thổi phồng lên thẳng chân tiên? Nam nhân mắt đỏ nhìn ra được tâm tư của Ninh Nhụy Nhụy, ngươi không tin. Không có cái gì gọi là ta tin hay không. Ninh Nhụy Nhụy quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, người muốn thành tiên, vậy thì thành thôi, dù sao chuyện cũng không liên quan đến ta. Đương nhiên chuyện không liên quan đến ngươi rồi. Nam nhân mắt đỏ hừ lạnh một tiếng, bổn tôn chủ chỉ hy vọng có người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này. Ở cái nơi linh khí mỏng manh này, bổn tôn chủ hy vọng có thể nghịch thiên cải mệnh. Đây chính là đại khí phách đến cỡ nào. Cũng là sự nghiệp to lớn đến cỡ nào. Nếu không có người tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Ta hiểu rồi,
Ninh Nhụy Nhụy cố nén muốn cười, thử lý giải suy nghĩ của người này, ý của ngươi chính là ngươi quá mạnh. Nếu không có ai nhìn thấy thời điểm quá mạnh đó của ngươi, vậy thì ngươi giả bộ cũng không có ý nghĩa nào, đúng không? Nam nhân mắt đỏ cau mày, ngươi là một thiếu nữ xinh đẹp, tại sao ngươi nói chuyện lại thô tục như vậy? Thô tục hay không, không quan trọng, ngươi nói có đúng không? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nam nhân mắt đỏ thản nhiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ngươi rất thông minh, điều này rất tốt. Chờ bổn tôn chủ tấn thăng chân tiên, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đến liên minh tu tiên, ngươi cũng xem như một bước thăng thiên. Miễn đi, Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp lắc đầu từ chối, ta không có hứng thú đến liên minh tu tiên gì cả. Mặc dù trái đất hơi rách nát, nhưng ở rất tốt. Có một ngày, ta sẽ đến liên minh tu tiên, nhưng hơn phân nửa là quấy rối. Một suy nghĩ vừa buồn cười vừa vô tri, nam nhân mắt đỏ không khỏi lắc đầu cảm thán, một con giun con dế lại muốn quấy rối quốc gia của một con voi, ngươi không cảm thấy buồn cười à? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên đáp, cũng không có gì buồn cười cả. Sâu kiến tuy nhỏ, nhưng chẳng những có thể ăn hết voi, thậm chí ăn hết cả mặt đất. Nam nhân mắt đỏ nghe xong, cũng lời phản bác, chỉ thản nhiên nói, thời gian cũng đã đến rồi, ngươi theo bổn tôn chủ đi đi. Nói xong, hắn ta hơi đưa tay lên, có mấy chục lá bùa màu đen đột nhiên xuất hiện mang theo một luồng sương mù màu đen cuốn lấy Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi muốn làm cái gì? Ninh Nhụy Nhụy cầm Lưu Vân Thiết Nhận trong nháy mắt chém xuống, mắt lạnh nhìn nam nhân mắt đỏ, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình, muốn động võ rồi sao? Nếu ta muốn động võ, ngươi hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Nam nhân mắt đỏ khinh thường, thu hồi lá bùa dưới đất vào lòng bàn tay. Bọn chúng trong nháy mắt cũng trở về nguyên dạng, chút tiêu chuẩn đó của ngươi còn chưa xứng để bổn tôn chủ ra tay. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, ta thấy chưa hẳn, vừa rồi ngươi đang định đánh lén thì có. Làm càn, nam nhân mắt đỏ nổi giận, ngươi thì tính cái gì? Bổn tôn chủ muốn giết ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không cần phải sử dụng thủ đoạn đó. Ngươi không sử dụng thủ đoạn đó, ngay cả đứa bé ngươi cũng đánh không lại. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, sau đó, Hạ Thiên cùng với Nhiếp Tiểu Lý bay xuống lòng đất. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, lập tức chạy đến, Ninh tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, lại hỏi, Kim Thi tỷ tỷ đâu rồi? Ta không biết, Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, sau đó nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng đáp, tiểu muội chân dài, nàng không cần quan tâm con khỉ kia. Nó không chết được đâu. Vậy là được rồi, Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên không hoài nghi lời nói của Hạ Thiên. Hắn chưa bao giờ nói lung tung về việc này. Đến hết rồi sao, nam nhân mắt đỏ nheo mắt lại, con ngươi như tàn nguyệt dần dần nổi lên ánh sáng màu đỏ, đám phế vật kia quả nhiên không phát huy được tác dụng, nhưng không sao. Ta quyết định tế luyện các ngươi cùng một chỗ, các ngươi có thể làm đệm cho bổn tôn chủ tấn thăng chân tiên cũng xem như tạo hóa đời này của các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, thôi đừng chém gió nữa. Ma tộc ngươi còn muốn thành tiên, ngươi nên đi tắm rồi ngủ sớm đi. Hừ, người phàm nhìn bằng mắt thường thì biết cái gì. Cơ thể nam nhan mắt đỏ dần dần nổi lên ánh sáng màu đen, như khói như sương, trước mặt đại đạo chính thức, thần ma không có gì khác biệt. Thần có thể nhập ma, ma cũng có thể thành thần. Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là siêu thoát trói buộc, thành tựu đạo quả mà thôi. Nói nghe rất hay, nhưng tất cả chỉ là đánh rắm. Hạ Thiên hờ hững nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, ngươi tự mình đi chết hay là để ta đưa ngươi đi chết. Nam nhân mắt đỏ sửng sốt 2-3 giây, sau đó cười ha hả chết. Bổn tôn chủ không chết đâu, ngươi giết không được ta đâu. Bất kỳ người nào cũng giết không được, a. À. Lời còn chưa nói hê, ngực của hắn ta đã bị một thanh trường kiếm màu trắng xuyên qua. Hạ Thiên vừa đến. Ninh Nhụy Nhụy đã có đủ sức mạnh, lập tức to gan nếm thử. Kết quả không nghĩ đến, đúng là một kích liền có hiệu quả. Nàng cũng không nghĩ đến gã tôn chủ này lại quá yếu ớt. Nam nhân mắt đỏ hiển nhiên không nghĩ đến Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên ra tay với hắn ta. Hắn ta không cam lòng mở to mắt, lập tức ngã ầm xuống đất, không còn thở nữa. Hắn ta, chết rồi. Nhiếp Tiểu Lý không thể tin nổi, hắn ta không phải nói hắn ta sẽ không chết sao? Hơn nữa, người dưới tay hắn ta đều rất lợi hại, tại sao hắn ta lại yếu như vậy?
Ninh Nhụy Nhụy thu lại Lưu Vân Thiết nhận, cười nói, hắn ta nói mình lợi hại thì hắn ta thật sự lợi hại sao? Người nào đó còn luôn nói mình là đẹp trai nhất thiên hạ, chẳng lẽ hắn đẹp trai thật à? Tiểu muội chân dài, nàng đang châm chọc ta à? Hạ Thiên có chút bất mãn trừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy bĩu môi không thừa nhận, ta không có, tự ngươi suy diễn lung tung mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không thể nào tiếp nhận được, nàng hỏi Hạ Thiên, có lừa dối gì bên trong không? Chẳng lẽ hắn ta chưa từng dự liệu được tình huống này? Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên cười một tiếng, cho dù hắn ta không chết, có ta ở đây, hắn ta cũng không lật nổi sóng lớn gì đâu. Nhiếp Tiểu Lý nói, tại sao ta luôn có cảm giác không thích hợp? Lúc này, Hoàng Y không ngừng với mấy người Hạ Thiên, lại còn đung đưa cơ thể, giống như có cái gì đó rất quan trọng cần nói. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mới nhớ đến còn có một người, nàng vội nói với Hạ Thiên, người này nói hắn ta là Sơn Thần Hoàng Sơn, bị người kia nhốt ở nơi này. Ngươi có thể cứu hắn ta không? Tiểu muội chân dài, đối với người lai lịch không rõ, tốt nhất nàng đừng nên quan tâm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta không quen biết với hắn ta, tại sao ta lại phải cứu hắn ta? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, chuyện nơi này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Người này nhất định biết được một chút nội tình, nếu chúng ta không làm rõ sự việc, ai biết được những người kia còn có chiêu trò gì nữa hay không? Ninh tỷ tỷ nói đúng đấy. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, tuy nhiên, Hạ Thiên lo lắng cũng đúng mà. Người này là địch hay bạn, chúng ta còn chưa rõ ràng. Nếu chẳng may hắn ta chính là hắc thủ sau màn, cố ý diễn kịch cho chúng ta xem thì sao? Cái này, người nói rất có lý. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại không nghĩ đến tình huống đó. Nàng nói với Hạ Thiên, người có thể xử lý được hắn ta không? Hạ Thiên lạnh nhạt nói, tiểu muội chân dài, nàng đang chất vấn năng lực của ta. Không phải, chỉ là xác nhận lại một chút mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy cười nói. Hạ Thiên cũng không nói thêm câu nào, đưa tay bắn ra mấy cây ngân châm, trong nháy mắt phá đi xiềng xích trên người Hoàng Y, cùng lá bùa phong ngoài miệng. Một giây sau, trong phạm vi trăm dặm, đất núi rung chuyển. Chuyện gì xảy ra vậy? Du khách bên trên Hoàng Sơn hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có một sự chấn động, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là động đất? Không thể nào, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào mà. Tiếp theo là một sự chấn động rõ ràng hơn, thậm chí còn nhìn thấy cây cỏ, đất đá gần đó lắc lư theo. Có động đất, chạy mau. Chỉ là, khi bọn họ chạy đi, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, không còn chút hiện tượng lạ nào. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Dưới chân Hoàng Sơn, tại một căn phòng bí mật. Nơi này có một loạt thiết bị quan trắc địa chấn rất cao cấp, cùng hai kỹ thuật viên đang ngồi trước thiết bị, liên tục kiểm tra dữ liệu. Vừa rồi có động đất, sao các ngươi không dự báo hay thông báo cho ta? Một bóng người xông vào, biểu hiện hoàn toàn không cao hứng, há miệng quát lớn. Thật sự không có bất kỳ điểm báo nào, hơn nữa cũng không giống động đất. Gương mặt nhân viên kỹ thuật hiện lên sự do dự, chỉ vào số liệu trên màn hình giám sát, sau đó giải thích với người đàn ông kia. Người này hoàn toàn không có tâm trạng nghe giải thích, bất kể có phải động đất hay không, nhưng đã có rung lắc, nhất định sẽ phải có tâm địa chấn. Ngươi lập tức đi xác định một chút cho ta. Cái này thì có thể tìm ra được, tâm địa chấn hẳn nằm gần vườn trà Vân Hương phía Bắc Hoàng Sơn. Chiều sâu tâm địa chấn đại khái khoảng từ 5.000 đến 10.000 km. Sau một loạt thao tác, nhân viên kỹ thuật nhanh chóng đưa ra một kết luận đại khái. Vườn trà Vân, Vân Hương, người kia cau mày, lập tức nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi, liền liếm môi nói, các ngươi tiếp tục giám sát cho ta. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong, ông ta ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Tiểu Nhiếp, ngươi có việc gì không? Đối diện rất nhanh nhận điện thoại nhưng giọng nói có vẻ không vui. Tiểu Nhiếp nhìn chung quanh, xác định gần đó không có ai mới che miệng lại, nhẹ giọng nói, tiên sinh, vừa rồi bên phía Vân Hương Cốc có dị động tương tự với động đất, chiều sâu tâm địa chấn khoảng 1 vạn mét. Sao? Đối phương sửng sốt, sau đó mỉm cười, rất tốt, thật sự rất tốt. Quả nhiên thời cơ đã đến, ta lập tức đến đó ngay. Tiểu Nhiếp lau mồ hôi trán, cẩn thận nói, nơi đó là cấm địa Nhiếp gia, nếu xảy ra chuyện gì,
hội tộc lão và Nhiếp gia chủ nhất định sẽ chạy đến ngay. Không sao, người đối diện mỉm cười, vô cùng ngạo nghễ nói, linh căn phù di là thiên đạo, bọn họ còn có hành động gì được chứ? Cho bọn họ mấy trăm năm thời gian, bọn họ cũng chẳng làm ra được thành quả gì. Để ta đến đó xem sao. Tiểu Nhiếp lại hỏi, bây giờ ta nên làm như thế nào? Người đối diện thản nhiên nói, ngươi đi tìm Nhiếp Côn Bằng, hắn ta là người của ta. Sau đó ngươi đi cùng hắn ta đến vườn trà, khống chế lão đạo sĩ giả ngây giả dại là được. Nhiếp Côn Bằng, không thể nào, Tiểu Nhiếp âm thầm kinh hãi không thôi. Mặc dù ông ta được đối phương gọi là Tiểu Nhiếp, nhưng thật ra ông ta đã 50 tuổi, xét theo bối phận là thúc thúc của Nhiếp Côn Bằng, hắn ta là cháu ruột của Nhiếp Vân Thiên, sao lại thế? Điều này ngươi không cần phải để ý, chỉ cần đi tìm hắn ta là được. Đối phương thản nhiên nói, đúng lúc Nhiếp Vân Thiên sáng sớm mai mới quay lại, thừa dịp đêm nay, ngươi giải quyết mọi việc cho tốt, cứ ném hết mọi chuyện cho Nhiếp Tiểu Lý gánh, còn có đám người Hạ Thiên, mọi chuyện đúng là đơn giản và hoàn mỹ. Người kia bắt đầu vẽ ra một cái bánh thật ngon, trải qua chuyện này, Nhiếp Vân Thiên nhất định không làm gia chủ được nữa. Nhiếp Trường Quý, đến lúc đó, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi tranh cử chức gia chủ đời sau. Đương nhiên, nhiệm kỳ tiếp theo chính là Nhiếp Côn Bằng. Nhiếp Trường Quý vui mừng quá đỗi, không ngừng gật đầu, đa tạ đại tiên sinh đã cân nhắc. Ta nhất định sẽ giúp ngài làm tốt việc này. Được rồi, cứ như vậy đi. Đối diện lập tức cúp điện thoại. Nhiếp Trường Quý im lặng một lát, sau đó cất kỹ điện thoại. Ông ta quay lại giết chết hai nhân viên kỹ thuật, vùi vào trong hố đã đào sẵn. Lấp hố xong xuôi, ông ta hài lòng phủi tay, tiếp theo mới xuất hành đến Thiên Đô Phong Hoàng Sơn. Lòng đất Hoàng Sơn, Linh Phủ. Lần này nguy rồi, sau khi được cứu, Hoàng Y không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại biểu hiện lại càng thêm ngưng trọng. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi, người nói vậy là có ý gì? Hoàng Y thở dài, có chút oán niệm nhìn Hạ Thiên, thật ra, các ngươi không nên ra tay với Xích Nguyệt. Lần này, các ngươi đã khiến cho cục diện càng thêm phiền phức. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi còn nói nhảm nữa, ta xử lý ngươi luôn. Ta nói đùa thôi, Hoàng Y nhận rõ tình thế, không khỏi nhận sợ, sự việc đã phát sinh đến nước này, nhiều lời vô ích. Ta thấy nên nghĩ cách giải quyết như thế nào thì hay hơn. Nói một hồi, tất cả chỉ đều là nói nhảm. Hạ Thiên nhếch miệng. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, sau đó hỏi, nói thẳng ra chuyện chính đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa đi vừa nói, Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói với mấy người Hạ Thiên, từ nơi này đến chân núi còn một đoạn nữa. Ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết trên đường đi. Nói xong, Hoàng Y đưa tay triệu ra một cánh cửa, tiện tay mở ra, sau đó bước vào. Ninh Nhụy Nhụy lập tức vào theo. Nhiếp Tiểu Lý còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được Hạ Thiên ôm eo tiến vào cánh cửa kia. Đằng sau cánh cửa là một con đường tràn ngập khói đen và khói xanh. Màu đen là sát khí, màu xanh là linh khí. Vừa rồi là sơn căn phù di, hắn ta muốn chạy trốn. Sắc mặt Hoàng Y có chút trắng bệch, bất đắc dĩ nói, nếu hắn ta trốn thoát, đoán chừng Hoàng Sơn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu dài dằng dặc, cỏ cây khô héo khó sinh trưởng. Người sinh sống gần đó cũng sẽ mắc nhiều bệnh dẫn đến đoản mệnh. Tình huống này sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi hình thành linh mạch tiếp theo. Khoan đã, ngươi không phải do linh mạch Hoàng Sơn biến thành sao? Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi. Hoàng Y thở dài, đúng, ta là linh mạch Hoàng Sơn, nhưng hắn ta cũng vậy. Sao, Hoàng Sơn có đến hai linh mạch? Ninh Nhụy Nhụy thật sự kinh ngạc. Nàng quay lại nhìn Hạ Thiên, một sơn mạch còn có thể có hai linh mạch sao? Hạ Thiên ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Hắn bình tĩnh nói, tiểu muội chân dài, chuyện này có gì bất ngờ đâu, cũng chẳng ai quy định một sơn mạch chỉ có thể dưng dục ra một linh mạch. Là sao? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, thế tại sao Trung Nam Sơn lại chỉ có một cái? Hạ Thiên cười nói, nó không phải chỉ có một cái, mà là còn lại một cái. Chẳng lẽ cái còn lại phi thăng rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Ai biết được, Hạ Thiên nhếch miệng, có lẽ phi thăng, có lẽ tiêu vong, có lẽ bị thôn phệ, cũng có lẽ bị dung hợp. Những gì Nhiếp Tiểu Lý nghe được hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận biết của nàng. Nàng quyết định đứng ở một bên lắng nghe, không chen ngang. Các ngươi cũng nhìn thấy tướng mạo của ta và hắn ta giống nhau mà.
Hoàng Y hơi cảm khái nói, thật ra, chúng ta chính là linh mạch song sinh, đồng căn đồng nguyên, nhưng trăm năm trước, khi chúng ta hóa hình, có một người thần bí ra tay can thiệp, ta hóa hình thành công, còn hắn ta thì bị trọng thương. Người thần bí kia muốn ta làm tôi tớ cho ông ta nhưng ta không chịu. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Hoàng Y không khỏi rơi vào hồi tưởng, ánh mắt hiện ra sự thống khổ, về sau, người thần bí kia thấy không làm gì được ta, liền đính ta trên vách tường, rót sát khí vào người huynh đệ của ta, biến hắn ta thành bộ dạng như thế này, còn gây chuyện trong mối quan hệ giữa chúng ta, khiến cho hắn ta hận ta vô cùng. Cho nên, hắn ta mới thường xuyên tra tấn ta. Người thần bí kia là ai? Nhiếp Tiểu Lý rốt cuộc không nhịn được liền hỏi, là tổ tiên Nhiếp gia sao? Hoàng Y lắc đầu, Nhiếp gia sinh ở Hoàng Sơn, lớn lên ở Hoàng Sơn, ta có thể cảm nhận được khí tức trên người. Người thần bí kia không hề có chút gì liên quan đến Hoàng Son, hơn nữa còn có khả năng là ma tộc. Là Xích Nguyệt ma tộc sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Ban đầu, Hoàng Y muốn gật đầu, nhưng do dư một chút, hắn ta lại lắc đầu, cái này ta cũng không biết nữa. Ngươi không biết, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút hoài nghi. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, hắn ta nói không sai đâu. Ngừa thần bí mà hắn ta nói sẽ không ngốc đến mức bán ra sơ hở lớn đến như vậy. Xích Nguyệt tộc hơn phân nửa là do bọn họ cố ý để lộ ra, đoán chừng là muốn dẫn người nào đó cắn câu. Đúng, ta cũng hoài nghi như vậy. Hoàng Y tán đồng quan điểm của Hạ Thiên, mấy trăm năm sau, thường xuyên có người tự tiện xông vào linh phủ dưới lòng đất, nói là muốn tìm đan trường sinh bất lão do hoàng đế nào đó lưu lại. Ta chưa từng nghe qua thứ đồ này. Nhiếp Tiểu Lý ngược lại nhớ đến một chuyện, giếng đan là nơi hoàng đế luyện đan thời thượng cổ lưu lại. Từ nhỏ chúng ta đã nghe người ta nói qua điều này. Khi còn bé, ta cứ tưởng nó là thật. Sau khi gặp được mọi người, ta vẫn cảm thấy nó là thật. Bây giờ, ngươi lại nói giả. Rốt cuộc là thật hay giả, ta cũng không biết nữa. Vợ tiếp viên hàng không, là thật hay giả cũng không quan trọng. Hạ Thiên cười nói, nàng tin là thật, đó chính là thật. Giả, ta cũng sẽ biến nó thành thật cho nàng. Nàng cảm thấy là giả, thật cũng là giả. Nhiếp Tiểu Lý không nghĩ đến Hạ Thiên lại nói những lời đó vào lúc này, liền xấu hổ đến đầu ngón chân cũng đỏ lên, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngọt ngào, chính bản thân nàng cũng không biết mình như thế nào nữa. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không biết nói mấy lời đường mật thì im lại đi, xấu hổ muốn chết. Lòng đất này sắp bị ngươi làm cho xấu hổ lắm rồi. Tiểu muội chân dài, nàng đang ghen thì cứ việc nói thẳng, có rảnh ta sẽ nói cho nàng nghe. Hạ Thiên thành thật đáp. Đừng, tuyệt đối đừng, ta không muốn nôn. Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp từ chối, ngươi không nhìn tình huống bây giờ là gì sao mà còn tâm tư tán gái, lại còn ở trước mặt ta nữa. Háo sắc đến mức như vậy, khó trách Hy tỷ tỷ và Cửu tỷ tỷ lại thường xuyên không để ý đến ngươi. Hạ Thiên cao hứng vô cùng, tiểu muội chân dài, nàng đang ghen mà còn không thừa nhận. Ghen cái đầu ngươi đấy, Ninh Nhụy Nhụy tức giận mắng to. Hoàng Y cảm thấy hắn ta giống như cái bóng đèn dư thừa, lại còn không thể cắm điện. Được rồi, sắp đến chân núi, các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Y đành phải nói sang chuyện khác, chỉ đằng trước nói. Ninh Nhụy Nhụy có chút không hiểu, hắn ta không phải muốn chạy trốn sao? Cứ trốn thẳng là được, tại sao chúng ta lại phải cẩn thận? Nói trắng ra, chính hắn ta phải cẩn thận. Hạ Thiên chỉ vào Hoàng Y, thuận miệng nói, bọn họ có chung nguồn gốc, để phòng ngừa bị tìm tới, tên ngốc kia nhất định sẽ nuốt chửng hắn ta. Đúng, hắn ta nhất định sẽ đánh lén ta, cho nên, làm phiền các ngươi bảo vệ kỹ cho ta. Hoàng Y cũng không che giấu. Nói thẳng ra ngoài. Lời còn chưa dứt, một xúc tu màu đen như mũi tên bay đến, đâm xuyên qua lồng ngực Hoàng Y, trong nháy mắt bắt hắn ta đi. Người bị kéo đi, tại sao ngươi không ngăn? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, vội nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không hiểu hỏi lại, tại sao ta lại phải ngăn? Ta quen hắn ta lắm sao? Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên im bặt. Đành phải nói thế nào hắn ta cũng có liên quan đến toàn bộ an nguy của Hoàng Sơn, không thể cứ như vậy mà nhìn hắn ta bị bắt đi. Tiểu muội chân dài, bắt đi thì bắt đi thôi, không cần phải gấp. Hạ Thiên cười nói, hắn ta không bị bắt đi, chúng ta muốn tìm tên ngốc kia còn cần một chút thời gian.
Bây giờ không cần tìm tới tìm lui, chúng ta có thể biết ngay lập tức. Ninh Nhụy Nhụy có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không cảm thấy Hạ Thiên sẽ nghĩ lâu dài như thế, hơn phân nửa chính là thuận miệng nói như thế mà thôi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi, được rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Tiểu muội chân dài, nàng ôm chặt nhé, ta mang nàng đi. Hạ Thiên hai tay duỗi ra, tay trái ôm lấy eo Ninh Nhụy Nhụy, tay phải ôm sát eo Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nàng cũng thế nhé. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, người muốn làm gì, ta có thể tự đi mà. Tiểu muội chân dài, nàng đi chậm lắm. Hạ Thiên cười nói, để ta mang nàng đi cho nhanh. Nếu không, với tốc độ của nàng đuổi theo, tên ngốc kia đã sớm chạy mất dạng. Nói xong, lực đạo lại tăng thêm mấy phần, cả người Ninh Nhụy Nhụy dán hẳn vào người Hạ Thiên. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy biết tên sắc lang này nhất định thừa cơ chiếm tiện nghi. Tuy nhiên còn chưa đợi nàng bày tỏ sự không đồng ý, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, giống như có rất nhiều tin tức xuyên qua đại não. Đại não nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã xuất hiện bên trong một không gian u ám. Giữa không trung, một con cự long xanh đen giao nhau đang lượn vòng, con người vẫn là tàn nguyệt màu đỏ như cũ, đang dương nanh múa vuốt phun ra khói đậm đặc, long chảo nắm chặt lấy Hoàng Y. Ngươi nuốt ta cũng vô dụng thôi, ngươi đã nhập ma. Dung hợp không được đâu. Hoàng Y có chút gấp lên, quát lớn, Xích Nguyệt, ngươi mau tỉnh lại đi, mau thả ta ra. Bằng không, chúng ta đành phải đồng quy vu tận. Con cự long hắc lục giao nhau quát, vậy thì đồng quy vu tận thôi. Không thể phi thăng thì cùng nhau chết đi. Hồ nháo, ngươi có nghĩ qua làm như thế hậu quả sẽ như thế nào không? Hoàng Y đau lòng nhức óc mắng chửi, dễ chúng ta ở đại địa này, sinh ra linh khí. Vài vạn năm mới ngưng tụ thành linh mạch, thêm mấy ngàn năm mới khai linh trí. Nhờ ân trọng thiên địa mới có thân này, chúng ta nên trả ơn thiên địa, mang lợi ích đến cho người dân, sao có thể? Cự long xanh đen tức giận, phun ra một hơi, câm miệng. Còn chưa đến phiên ngươi giảng đạo lý với ta. Cho dù ngươi nuốt ta, hợp lực linh mạch lại làm một, ngươi cũng không phải ngươi. Hoàng Y thấy thuyết phục vô ích, đành phải mắng, đến lúc đó. Cũng là Xích Nguyệt Ma Tôn chiếm cứ nhục thể của ngươi và linh hồn của ngươi, ngươi tự dưng vô cớ làm áo cưới cho người khác, ngươi ngu xuẩn sao? Cự long xanh đen lạnh lùng nói, ha ha, ta chính là Xích Nguyệt chính là ta. Nếu ta đã gọi là Xích Nguyệt, ta là Xích Nguyệt Ma Tôn thì thế nào? Ngươi thật sự không còn thuốc nào có thể chữa được nữa. Tâm Hoàng Y trong nháy mắt lạnh xuống, nghiến răng nói, cho dù thần hồn ta nổ tung, ta cũng không để cho ngươi đạt được mục đích. Cự long xanh đen chợt bóp Hoàng Y một cái. Trong lúc Hoàng Y đang choáng váng, hắn ta há cái miệng máu, sau đó ném Hoàng Y vào trong miệng, ngươi không được chọn lựa, ở đây do ta quyết định. Lần này xong rồi, trong ý thức mơ hồ, trong lòng Hoàng Y dâng lên sự tuyệt vọng khó tả. Cự long xanh đen cảm thấy đại sự đã thành, hắn ta suy nghĩ trước tạm thời rời khỏi nơi này, chọn một nơi an toàn để tiêu hóa. Nhưng nghĩ đến mấy tên phá hỏng kế hoạch của hắn ta lại muốn báo thù. Tuy nhiên, một giây sau, hắn ta bỗng nhiên ngẩn cả người. Bởi vì hắn ta phát hiện miệng của mình không khép lại được, trong mắt không khỏi di chuyển nhìn xuống dưới miệng. Có một bóng người đột nhiên xuất hiện trong miệng của hắn ta, đứng trên một cái răng bên dưới, một tay hời hợt nâng một cái răng bên trên, một tay khác xách Hoàng Y giống như xách một con gà con. Lại là ngươi. Ánh mắt màu đỏ của Xích Nguyệt hiện lên sự kinh ngạc và giận dữ. Hạ Thiên lười biếng nói, này, miệng ngươi thối quá, có thể đừng nói chuyện nữa hay không? Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi chết cùng đi. Cự long xanh đen thấy Hạ Thiên, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên, đã ngại thối, vậy thì ngươi vào bụng của ta luôn, hóa thành phân và nước tiểu còn thối hơn. Thô tục quá, Hạ Thiên khinh bỉ lắc đầu, ta ghét nhất loại người không có tố chất giống như ngươi. Không, là rồng. Mắt đỏ cự long đột nhiên sáng lên, tiếp theo hắn ta dùng 12 phần khí lực cắn chặt hàm răng chết đi. Bành! Một tiếng nổ tung, chỉ thấy mấy cái răng trong nháy mắt vỡ nát, máu rồng màu xanh phun tung tóe khắp nơi. À, cái này, răng của ta, đau chết mất. Con cự long xanh đen đau đến lăn lộn trên không trung. Hạ Thiên mang theo Hoàng Y rơi xuống đất, sau đó tiện tay quăng Hoàng Y xuống. Bất mãn nói, ta chẳng muốn cứu một nam nhân chút nào, lỗ quá.
đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hoàng Y chậm rãi đứng lên, chắp tay nói với Hạ Thiên. Ta không có hứng thú cứu ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, là tiểu muội chân dài và vợ tiếp viên hàng không cùng nhau năn nỉ ta mới đồng ý. Hoàng Y thành khẩn nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, còn có hai vị phu nhân của ngươi. Mặc dù ngươi không có thực lực, nhưng nhãn lực thì còn được. Hạ Thiên nghe xong, thái độ đối với Hoàng Y khá hơn một chút. Hoàng Y lại hỏi, bọn họ đâu rồi? Ta phải đích thân cảm ơn bọn họ mới được. Không cần đâu, Hạ Thiên thuận miệng nói, bọn họ đang đi canh gác hai cửa ra vào một trước một sau rồi. Như vậy quá nguy hiểm. Ánh mắt Hoàng Y trợn tròn, lập tức nhắc nhở Hạ Thiên, hắn ta bị thương, nhất định là muốn chạy trốn thật nhanh. Bọn họ canh giữ lối ra, tuyệt đối sẽ phải bị xung kích rất lớn, thật sự quá nguy hiểm. Hạ Thiên nhếch miệng, tuyệt không nguy hiểm, bởi vì con cá trạch đó hoàn toàn trốn không thoát. Hắn vừa nói xong, con cự long màu xanh đen đã cuồng nộ lao đến chỗ Hạ Thiên và Hoàng Y, người dám làm hỏng răng của ta sẽ giết ngươi. Ta đứng đây hoan nghênh ngươi đến giết, Hạ Thiên vẫn lười biếng như cũ, lại còn trào phúng, để xem ngươi có bản lãnh hay không. Bành! Hạ Thiên chỉ nhẹ nhàng khoát tay đã ngăn lại con cự long đang cuồng bạo. Khí kình khổng lồ xung kích xung quanh, lòng đất vang lên từng tiếng nổ. Không thể nào, ánh mắt màu đỏ con cự long màu xanh đen lộ ra vẻ khó tin, ngươi chẳng qua chỉ là kim đan, ta cũng là kim đan, nhưng chúng ta là linh mạch trời sinh, linh khí trời sinh dồi dào, kình lực phá vỡ núi, tại sao lại không đánh lại một phàm nhân nho nhỏ như ngươi chứ? Hạ Thiên cười nói, bởi vì ta là thiên tài vô địch của nhân loại, còn ngươi là linh mạch ngu xuẩn nhất. Ta không tin, con ngươi cự long xanh đen co rụt lại, oán giận trong lòng thật sự khó tiêu. Hắn ta bỗng nhiên phát lực, phun ra linh lưu như dung nham về phía Hạ Thiên. Dòng linh khí giống như dung nham, đơn giản còn muốn nóng hơn dung nham gấp trăm lần, đốt cháy phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Hạ Thiên. Ha ha, ngươi nổ đến như vậy, nhưng vẫn bị bổn tôn chủ một hơi thổi đến hôi phi yên diệt. Trong lúc cự long xanh đen đang đắc ý, một bóng người vọt đến đỉnh đầu của hắn ta. Cự long màu xanh đen cười lạnh, bây giờ ta là linh mắc thân rồng, cơ thể không bị phá vỡ, quả đấm của ngươi ngay cả một vảy rồng của ta cũng không đả thương được. Hạ Thiên khó chịu mắng to, ta đã nói với ngươi rồi, miệng ngươi thối quá, ngươi chết đi cho ta. Một quyền. Vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ sức tưởng tượng nào. Thậm chí tốc độ cũng rất chậm. Cự long mở to hai mắt, cảm nhận được một điềm báo xấu, nhịp tim trì trệ, giống như ngày chết sắp đến. Bành! Nắm đấm không hề lệch tâm đánh trúng mi tâm cự long màu xanh đen. A! À, cự long xanh đen kêu thảm một tiếng, thân hình rạn nứt từng khúc, vô số ánh sáng màu đỏ, màu xanh, màu đen từ trong kẽ nứt lan tràn ra. Không, ta không thể nào thua được. Ta không thể thua, cự long xanh đen nổi giận gầm lên một tiếng, con người tàn nguyệt màu đỏ bỗng nhiên biến thành trăng tròn, lấp đầy kẽ nứt lại. Hoàng Y nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không cảm thán, hắn ta quả nhiên không mạnh hơn ta quá nhiều. Lúc trước, ta nên nhường cơ hội hóa hình cho hắn ta, có lẽ sẽ không có các loại phiền phức phát sinh sau đó. Vậy ngươi cũng nên đi chết đi, Hạ Thiên không thèm quay đầu lại, bĩu môi nói, mấy lời nói nhảm này. Thật không có tiền đồ gì cả. Hoàng Y, cho dù ngươi lợi hại như thế nào, ngươi cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cự long màu xanh đen hiển nhiên muốn đánh cược một lần cuối, lời nói ra đều mang theo ý điên cuồng, ta là linh mạch Hoàng Sơn, ta là Xích Nguyệt Ma Tôn, cho dù không dung hợp được, cho dù còn có chút thiếu sót, cũng không có khả năng thua ngươi. Ngươi thua ta chính là thiên định, Hạ Thiên cười nói. Cự long màu xanh đen khịt mũi coi thường, đánh rắm, cái gì trời quyết định? Ai là trời, ngươi sao? Đúng, ta chính là trời. Hạ Thiên nghiêm túc tự giới thiệu mình, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Nếu ngươi là trời, ta chính là lão tử của trời. Cự long xanh đen mắng một tiếng, thiên ý là do ta, ngươi chỉ là run dế cũng xứng nói chuyện với trời. Đi chết đi. Hạ Thiên lắc đầu. Giữa ngón tay lập tức lộ ra một cây ngân châm, nói với cự long màu xanh đen, nếu ngươi không tin, vậy ta cho ngươi nếm thử tư vị của châm ngoại châm. Châm này có thể trợ linh mạch hóa hình, đồng thời cũng có thể khiến các ngươi đan bại hình tiêu.
nói mà không biết ngượng miệng, ngươi chỉ là phàm nhân, sao có thể có được loại năng lực đó? Cự long màu xanh đen tất nhiên không tin, ánh sáng màu đỏ nổi lên toàn thân, gầm thét vào tới Hạ Thiên, trừ phi ngươi là người do trời chọn, hóa thân của pháp tắc, người phát ngôn của ý chí trái đất. Hạ Thiên không nói thêm câu nào, chỉ vận băng hỏa linh khí rót vào bên trong định hải thần châm châm vào cự long màu xanh đen đang lao đến. Cây kim nho nhỏ, đối mặt với cự long khổng lồ như núi. Thấy thế nào cũng nhất định phải thua. Nhưng người cầm châm lại là Hạ Thiên, vậy thì không nhất định. Một vòng trăng tròn màu đỏ nổi lên sau lưng cự long, muốn nhuộm Hạ Thiên thành màu đỏ luôn. Bỗng nhiên, một kim quang sáng lên từ cây kim. Chỉ nhẹ nhàng lóe lên nhưng lại đâm rách vòng trăng tròn màu đỏ. Tiếp theo, con cự long màu xanh đen từng chút một bị định hải thần châm hấp thu. Không, ta khổ tu ngàn vạn năm cũng không làm áo cưới cho một phàm nhân như ngươi. Mắt cự long màu xanh đen chảy ra máu tươi, kinh hoàng hô to, ma chủ, mau cứu ta. Ta là tôi tớ trung thành nhất của ngươi, ta là A. Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã vèo một tiếng, biến mất không thấy. Bên trên định hải thần châm nổi lên hoa văn một con rồng xanh đen giao nhau. Sao, Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn cây châm, ai đã động tay vào cây kim của ta? Người này tuyệt đối không thể coi thường. Người có thể làm được chuyện này không nhiều. Trong số các nữ nhân của hắn, cũng chỉ có Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị và Cơ Thanh Ảnh mới có thể làm được. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh đều đang ở Tiên Vân Đại Lục. Về phần Dạ Ngọc Mị, nàng ấy có khả năng làm chuyện này nhất, nhưng nghĩ lại, hắn lập tức phủ định đáp án này. Nguyên nhân lớn nhất chính là cây châm này rất đặc biệt, là do hắn lấy được từ tiểu tiên giới, Dạ Ngọc Mị chưa chắc đã biết, hơn nữa nàng không hiểu y thuật, cũng không có cách nào thay đổi trên cây kim. Là ai đây? Hạ Thiên cau mày, cảm nhận được một nguy cơ. Mặc dù người kia chỉ động tay vào cây châm của hắn, cũng không làm gì với hắn. Nhưng hành động này khiến cho hắn không nhận thức được, quả thật quá kinh khủng, không thể không đề phòng. Càng nghĩ, Hạ Thiên lại càng khóa chặt mục tiêu vào một người. Đó chính là cung chủ Thiên Cung. Khi còn ở đảo Cuồng Hoan, hắn phát hiện một mảnh vỡ ý chí trái đất, cuối cùng hắn đã giao lại cho cung chủ Thiên Cung. Lúc đó, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nếu lúc đó nữ nhân kia động tay, nàng ta rất có khả năng thành công. Thứ nhất, cung chủ Thiên Cung không hề có biểu hiện địch ý với Hạ Thiên. Thứ hai, khi đó Hạ Thiên xác thực cũng không cảnh giác. Ba là dung mạo của nàng ấy quá đẹp. Hạ Thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý bước đến, lo lắng hỏi. Hạ Thiên thu lại cây châm đã bị thay đổi, cười nói, không có gì, đã làm xong rồi. Làm xong, là sao? Nhiếp Tiểu Lý không hiểu. Thì chính là làm xong. Hạ Thiên đáp, chính là chỗ này đã không còn vấn đề. Sau này, sát khí đó sẽ không còn nữa. Ban đầu, Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy vui mừng, nhưng tiếp theo lại cảm thấy lo lắng, nếu không có linh mạch, về sau Hoàng Sơn có bị xuống dốc, ngay cả cảnh trí bên ngoài sẽ không còn không. Vợ tiếp viên hàng không, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên cũng không cảm thấy đây là vấn đề, tiện tay chỉ vào Hoàng Y, không phải vẫn còn hắn ta sao? Sắc mặt Hoàng Y hơi trắng bệch, nhưng vẫn nói ta nhất định sẽ không rời khỏi nơi này, ít nhất sẽ không rời đi trước khi linh mạch mới được hình thành. Nhưng Hoàng Sơn quá lớn, lại thêm một linh mạch khác, một mình ta hơn phân nửa sẽ không chịu nổi. Đó chính là một vấn đề. Hạ Thiên đương nhiên biết vấn đề nằm ở đâu. Con cự long xanh đen kia mấy năm qua vẫn luôn nuốt lấy linh khí xung quanh, ngay cả linh khí trên người Hoàng Y cũng bị hút đi hơn phân nửa. Vấn đề bây giờ chính là con cự long xanh đen đã bị định hải thần châm hút vào, linh khí chân núi Hoàng Sơn sẽ bị thiếu mất 2/3. Nếu không bổ khuyết, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta có cách, Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra được một cách, ta cần nghiên cứu lại kim châm, tuy nhiên, ta trước tiên có thể cho ngươi một nửa linh khí đã bị hút đi. Như vậy ngươi hẳn có thể chịu đựng được. Hoàng Y không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, bây giờ, cơ thể này của ta đã không chịu nổi. Linh khí bên trong cơ thể xích nguyệt lại trộn lẫn sát khí ma tộc, ta không cách nào hấp thu được. Ngươi không cần lo lắng điều này. Một nửa mà ta đưa cho ngươi là linh khí sạch sẽ. Hạ Thiên hời hợt nói.
Ta bị tra tấn mấy trăm năm, còn cần tịnh dưỡng thời gian rất lâu. Hoàng Y thật sự rất muốn tiếp nhận số linh khí đó, nhưng hắn ta là người rất tỉnh táo, không muốn mạo hiểm. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn nói với Hạ Thiên, ngươi sợ đủ thứ hết thế, không có bản lãnh gì cả. Ngươi có muốn nhận hay không? Nếu ngươi có thể cam đoan 100% ta bình an vô sự tiếp nhận linh khí, ta nhất định sẽ nhận. Hoàng Y có chút ủy khuất, nhưng bây giờ ta thật sự không thể chịu được sự dày vò dù chỉ một chút. Hạ Thiên khinh bỉ nói, đúng là phế vật. Nhiếp Tiểu Lý hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Lý mấy lần, sau đó cười nói, nếu không, vợ tiếp viên hàng không, ta chuyển cho nàng một nửa số linh khí tinh khiết đó nhé. Cho ta, Nhiếp Tiểu Lý ngẩn người, chỉ vào mình, ý của ngươi là rót linh khí bên trong linh mạch cho ta. Đúng, Hạ Thiên cười nói, tuy nhiên, rót hết một lần vào cơ thể của nàng thì hơi khó khăn một chút. Mỗi ngày rót một chút thì không thành vấn đề. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, không hiểu vì sao nghe được chữ rót vào lại có chút không đứng đắn. Vợ tiếp viên hàng không, nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Hạ Thiên nghiêm mặt nói, chuyện này liên quan đến tương lai toàn bộ Hoàng Sơn, nàng là người họ Nhiếp, từ nhỏ lớn lên ở Hoàng Sơn, nàng cũng không muốn nhìn thấy nó từng chút một rách nát chứ. Cái này, Nhiếp Tiểu Lý đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống đó phát sinh. Hạ Thiên cười nói, hơn nữa, nàng có linh khí trong người, đến lúc đó nàng cũng có sức mạnh chấp chưởng Nhiếp gia, ai dám không phục, nàng cứ đập thẳng là có thể thuyết phục đối phương. Đây chính là phương thức người dùng để thuyết phục người khác từ trước đến nay. Nhiếp Tiểu Lý có chút buồn cười. Không phải, Hạ Thiên lắc đầu, từ trước đến nay, ta luôn lấy lý phục người, thích nhất là nói đạo lý. Hạ tiên sinh, đoán chừng nàng ấy cũng không được đâu. Hoàng Y không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, linh khí của núi này khác với linh khí bình thường. Nếu phàm nhân không có tu vi kim đan trở lên, hoàn toàn sẽ không chịu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.